Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 506, tốt rồi. Thế nhưng, trong lòng vẫn nảy sinh nghi hoặc, lúc đi lướt qua Chu Dương, cô lén liếc nhìn anh một cái. Suy cho cùng, mặc dù vừa nãy Thẩm Bích Quân nói như vậy, nhưng Giang Yến không cho rằng Chu Dương là loại người như thế. Chỉ là lúc này cô đang bị Thẩm Bích Quân kéo tay, cũng không tiện trực tiếp giãy giụa, chỉ có thể nhìn Chu Dương tỏ ý rằng anh hãy tự mình thu xếp ổn thỏa, cô cũng bất lực. Nhìn hai cô gái đi qua trước mặt, mà chẳng thèm nói với anh câu nào, Chu Dương cũng không biết phải làm sao. Có trời mới biết trùng hợp như thế, Diệp Phương vừa rời khỏi phòng, liền bị Thẩm Bích Quân và Giang Yến bắt gặp, hơn nữa còn hiểu lầm, Thẩm Bích Quân càng được dịp chế giễu mỉa mai. Mặc dù Chu Dương không cho rằng Thẩm Bích Quân thật sự đang mỉa mai anh, nhưng Diệp Phương từ phòng anh đi ra là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, Chu Dương cảm thấy, với con người Thẩm Bích Quân, lẽ ra cô ấy không nên nảy sinh hiểu lầm mới đúng. Càng huống hồ, Thẩm Bích Quân chắc phải hiểu rõ toàn bộ con người anh, chẳng lẽ bản thân anh thật sự giống với một người háo sắc tệ bạc sao? Có điều, nhìn tình trạng của Giang Yến dường như có chuyển biến tốt, hơn nữa, lúc đi ngang qua trước mặt, còn liếc nhìn anh, Chu Dương cũng thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn. Mặc dù anh biết Thẩm Bích Quân từng trải qua chuyện tương tự như Giang Yến, có thể thừa sức khuyên bảo Giang Yến, giúp đỡ Giang Yến đi ra khỏi ngõ cụt. Thế nhưng trong lòng Chu Dương cũng rất lo lắng, anh không biết Thẩm Bích Quân có thể khuyên bảo được Giang Yến hay không và cần mất thời gian bao lâu. Không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ tầm hơn 2 giờ đồng hồ Thẩm Bích Quân đã khiến Giang Yến thoát khỏi bế tắc, hơn nữa tâm trạng lúc này cũng không tệ. Có điều, bọn họ liệu có hiểu lầm mình hay không? Nếu như chuyện này bị Thẩm Bích Quân thêm mắm thêm muối, khiến Tạ Linh Ngọc, chị Linh và Trần Hân đều thay đổi cách nhìn với mình, vậy thì to chuyện rồi. Tạ Linh Ngọc còn dễ nói, cô ấy là vợ mình, hiểu rõ mình, chắc sẽ tin tưởng mình. Thế nhưng Trần Hân và chị Linh thì không như vậy, bọn họ không hiểu rõ mình, e rằng sẽ hiểu lầm mình. Hi hi, Bích Quân, Giang Yến, hai người hiểu lầm rồi, sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy được? Ban nãy quả thực có người từ phòng tôi đi ra, có điều cô ấy là Diệp Phương, cổ đông lớn thứ hai của chi nhánh ở thành phố Liễu đến tìm tôi có việc. Chu Dương ngay lập tức mỉm cười với hai người phụ nữ đằng sau, cẩn thận giải thích. Anh thật sự không cần giải thích gì để hai người họ tin tưởng, mà bọn họ là bạn bè, có lúc giải thích như thế thật ra có thể thúc đẩy mối quan hệ thêm thân thiết hơn. Chu Dương không ngừng giải thích với Thẩm Bích Quân và Giang Yến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn Thẩm Bích Quân lại làm ra vẻ không hiểu, thậm chí là dáng vẻ không muốn nghe, một mực kéo Giang Yến đi trước, bước chân càng lúc càng nhanh. Giang Yến dùng ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn Chu Dương. Nhìn thấy vậy, Chu Dương hiểu rõ, bất kể là Thẩm Bích Quân hay Giang Yến, thực ra đều không hiểu lầm mình, mà lúc nãy bọn họ làm như vậy, có khả năng là trêu đùa. Ngay sau đấy, ba người tới cửa phòng của Tạ Linh Ngọc. Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Hân ngay lập tức bước ra mở cửa, cô nở nụ cười tươi khi nhìn thấy ba người Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Giang Yến. Nụ cười trên khuôn mặt Chu Dương càng nhiều ẩn ý sâu xa hơn. Anh Chu Dương, chị Thẩm, chị Giang, mọi người đến rồi. Trần Hân cười nói, nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Yến, không giống vẻ mặt cứng nhắc lúc trước, trong lòng đã đoán được đại khái. Lúc nhìn thấy nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Thẩm Bích Quân, Trần Hân cũng biết được rằng Giang Yến đã ổn hơn. Nhất là lúc thấy Chu Dương mỉm cười với mình, trong lòng Trần Hân cảm thấy tràn đầy vui sướng. Chẳng lẽ hôm nay trên mặt mình nở hoa, hay là trở nên xinh đẹp hơn rồi? Bằng không thì, tại sao anh Chu Dương lại nhìn mình cười vui vẻ như vậy? Tiểu Yến, nghe thấy giọng nói của Trần Hân, chị Linh là người đầu tiên bước đến, một tay gạt Chu Dương sang một bên, kéo cánh tay Giang Yến, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, chỉ sợ Giang Yến xảy ra chuyện gì. Có điều, nhìn thấy tình hình Giang Yến dường như đã khác xa so với trước đây, nhất là lúc thấy Giang Yến vỗ nhẹ MU bàn tay và khẽ cười với cô, chị Linh cảm thấy yên tâm hơn, cô nhìn Thẩm Bích Quân với ánh mắt cảm kích. Chị Linh, em không sao, khiến chị phải lo lắng rồi. Giang Yến khẽ cười nói, sau đó nhìn Trần Hân và Tạ Linh Ngọc bày tỏ sự biết ơn chân thành. Trước đây cô rơi vào bế tắc, trông cứng nhắc đờ đẫn, nhưng không phải không có phản ứng với sự việc phát sinh bên ngoài. Trái lại, cô cảm nhận rõ ràng tất cả mọi việc xảy ra ngoài kia. Nhưng ai để ý quan tâm đến cô, Giang Yến cũng nhìn thấy rõ, bây giờ bước ra khỏi ngõ cụt ấy, tất nhiên muốn bày tỏ lòng biết ơn. Vậy thì tốt rồi, quả thật không hiểu nổi em luôn đấy.
nhất định phải chui vào cái ngõ cụt kia, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Giống như chị thì có phải tốt hơn không? Chị Linh tỏ thái độ oán trách, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt Giang Yến nhìn Chu Dương có gì đó không đúng lắm, mà quan hệ giữa Chu Dương và Giang Yến dường như thân mật hơn so với trước đây. Điều này bỗng khiến chị Linh trở nên cảnh giác. Chu Dương này muốn làm gì? Ban nãy những lời bọn họ nói trong phòng, Chu Dương không nghe thấy mới phải, chính cậu ta cũng nói, vừa mới đến đây, không cẩn thận đá phải chậu cây. Tuy nhiên, bỗng dưng vô duyên vô cớ, Chu Dương lại đứng gần Giang Yến như vậy. Nếu không phải lúc nãy mình đẩy Chu Dương sang một bên, nói không chừng bây giờ cậu ta đã kề bên Giang Yến rồi. Đây là cảnh tượng mà chị Linh cực kỳ không thích. Hung hăng trừng mắt nhìn Chu Dương, biểu đạt ý bất mãn của mình, chị Linh cũng không để ý Chu Dương có những ý nghĩ gì khác, cô kéo thẳng Giang Yến vào ngồi trong phòng. Còn Chu Dương, chắc hẳn anh có thể hiểu rõ về cái nhìn cảnh cáo vừa nãy. Ánh mắt hung ác nhìn mình như vậy, hàm ý cảnh cáo cũng đã hết sức rõ ràng, chỉ cần Chu Dương không phải một kẻ đần độn, thì nên biết phải làm thế nào. Ha ha, hiệu quả xem ra cũng không tệ, thêm vào đó là thực tế Giang Yến không lún quá sâu vào bế tắc, vậy nên tôi chỉ khuyên bảo sơ qua một chút, cô ấy liền tự mình bước ra khỏi sự bế tắc rồi. Thẩm Bích Quân vừa cười nói vừa bước vào phòng. Hoàn toàn không đề cập tới chuyện vừa nãy có một cô gái bước ra từ trong phòng Chu Dương, cũng chẳng thèm hỏi Chu Dương về chân tướng sự việc. Rốt cuộc cô đã nói gì với Tiểu Yến, cô ấy đã trở lại là cô ấy của trước kia. Chị Linh kéo tay Giang Yến, đau lòng thương xót nhìn cô, rồi lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Thẩm Bích Quân. Thời gian cô quen biết Giang Yến lâu hơn tất cả mọi người ở đây, hơn nữa chị Linh cho rằng mối quan hệ của cô với Giang Yến sâu sắc hơn tất cả các mối quan hệ khác. Lúc Giang Yến rơi vào đường cùng, ngay cả bản thân cô cũng không có cách nào giúp đỡ, vậy mà lại có người có thể giúp Giang Yến bước ra khỏi ngõ cụt ấy. Còn về những trải nghiệm tương tự, chị Linh cũng chẳng thèm quan tâm đến, trong mắt chị Linh, thứ gọi là trải nghiệm tương tự mà Chu Dương nhắc đến, chẳng qua là dễ lừa gạt người khác. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, giàu có nghèo hèn, mạnh mẽ hay yếu đuối, đều không giống nhau, cho dù là trình độ cũng không thể giống nhau. Chương 507, trao đổi bằng ánh mắt 1. Bất kể là phát sinh chuyện gì, ai lại có thể nói bản thân mình có trải nghiệm giống người khác cơ chứ? Cho nên bây giờ trong lòng chị Linh hoài nghi, mình vừa nói với Thẩm Bích Quân, Giang Yến có thể có tình cảm với Chu Dương, cô Thẩm Bích Quân này liệu có nhân lúc trong phòng không có ai, lại đi ủng hộ ý nghĩ thích Chu Dương của Giang Yến. Phải biết rằng, lúc Thẩm Bích Quân khuyên bảo Giang Yến, bọn họ đều không có mặt ở đó, không ai biết Thẩm Bích Quân đã làm như thế nào, đã nói những gì. Lại thêm việc, khi Giang Yến xuất hiện trước mặt mình, liền mỉm cười với Chu Dương, hơn nữa trông hai người rất thân thiết. Tất cả những điều này khiến chị Linh nghi hoặc. Cô quyết định, đợi khi không còn ai nhất định sẽ cẩn thận hỏi Tiểu Yến xem rốt cuộc Thẩm Bích Quân đã nói gì với cô ấy. Dù sao, Thẩm Bích Quân cũng được xem là người của Chu Dương, cô ấy làm bất kỳ chuyện gì có lợi với Chu Dương, chị Linh cũng sẽ không hoài nghi. Lại cộng thêm, Giang Yến xinh đẹp quyến rũ như vậy, đến chị Linh còn thèm khát đến chảy cả nước miếng, huống hồ là Chu Dương. Bên cạnh có nhiều người phụ nữ vây quanh, mà còn chưa thỏa mãn, vẫn dám nghĩ tới Giang Yến. Vân vân, giỏi cho Chu Dương cậu, quả thật không biết sống chết, rõ ràng mình đã từng cảnh cáo cậu ta. Thậm chí, còn nhìn cậu ta với ánh mắt hung dữ, để cậu ta nhìn rõ bản thân, cẩn thận một chút, không nên có ý nghĩ gì với Giang Yến. Nhưng bây giờ, thời gian mới trôi qua bao lâu, 2 phút. Tầm nhìn của tên Chu Dương này lại đặt lên người Giang Yến. Đây căn bản là không coi sự cảnh cáo của chị Linh ra gì. Muốn làm gì vậy? Muốn chết? Chị Linh hết sức tức giận, nhưng ở đây nhiều người như vậy, và lại đều là người của Chu Dương, cộng thêm việc Thẩm Bích Quân vừa mới giúp Giang Yến bước ra khỏi ngõ cụt nên nếu chị Linh nổi nóng ra tay thì không hay lắm. Tuy nhiên, chị Linh đã quyết định, đợi khi không có ai, nhất định sẽ tìm cơ hội, dạy dỗ Chu Dương một trận nhớ đời, để Chu Dương biết, phớt lờ sự cảnh cáo của cô là một việc ngu xuẩn đến mức nào. Có điều, bây giờ Chu Dương cứ chăm chú nhìn Giang Yến khiến chị Linh hết sức khó chịu. Tiểu Yến, em ngồi xuống đây. Chị Linh bĩu môi, kéo Giang Yến sang bên phải mình, còn cô ngồi giữa Giang Yến và Chu Dương, ngăn chặn tầm nhìn của Chu Dương. Như vậy, Chu Dương muốn nhìn Giang Yến thì cũng không nhìn thấy hết, dù có ý nghĩ nào khác cũng khó mà thực hiện. Nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra luôn đấy. Thỉnh thoảng nhìn thấy đôi mắt của Chu Dương nhìn về phía Giang Yến,
chị Linh lại cảm thấy bực bội khó chịu. Cô lại trừng mắt hung dữ nhìn Chu Dương, lộ rõ ý cảnh cáo, tin rằng Chu Dương nhìn thấy ánh mắt này sẽ biết khó mà lui. Rất tốt, quả nhiên như vậy. Chị Linh phát hiện, sau khi trợn mắt hung dữ nhìn Chu Dương, anh đã sững sờ một lúc, rồi rời mắt khỏi Giang Yến. Thằng nhóc này, coi như cũng có ý thức tự giác, nếu vậy, sau này khi tôi dạy dỗ cậu sẽ ra tay nhẹ một chút. Chị Linh rất đắc ý, cảm thấy mình đã bảo vệ được bảo bối quý giá nhất, cô mỉm cười nắm lấy tay Giang Yến. Có vẻ như tâm trạng chị Linh nhất định đang rất vui. Mà bộ dạng tươi cười này của chị Linh trong mắt Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc là thể hiện sự kích động và vui mừng sau khi Giang Yến đã ổn định lại, một nụ cười hết sức bình thường. Tâm trạng của họ cũng trở nên tốt hơn. Dù sao, mọi người cũng quen biết, không ai muốn nhìn thấy Giang Yến như vừa nãy, tinh thần đờ đẫn, khuôn mặt cứng đờ. Bây giờ Giang Yến đã ổn hơn, mọi người tự nhiên cũng vui vẻ. Có điều, trong phòng lúc này, e rằng người có tâm trạng tồi tệ nhất là Chu Dương. Ngay khi vào phòng, anh đã rất lo lắng, Thẩm Bích Quân có kể với mọi người chuyện một cô gái bước ra từ trong phòng của anh hay không, sau đó kêu gọi mọi người cùng nhau trách mắng anh. Có điều, cho đến bây giờ, Thẩm Bích Quân chưa hề nhắc đến hay có dấu hiệu muốn đề cập vấn đề này. Điều này khiến trong lòng Chu Dương được thả lỏng không ít. Ít nhất, nhìn bộ dạng lúc này, Thẩm Bích Quân chắc hẳn không định nói ra, hoặc cô ấy căn bản không muốn nói. Điều này khiến Chu Dương thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh nhìn Giang Yến. Dù sao, vừa nãy Chu Dương cũng đã nghe thấy lời của mấy người họ nói ở trong phòng. Anh nghe rất rõ câu nói của chị Linh, Giang Yến có tình cảm với anh. Hơn nữa, bây giờ Giang Yến đã thoát ra khỏi ngõ cụt, có phải đã xác định rõ ràng tình cảm đối với anh? Những điều này đều khiến Chu Dương tò mò. Do đó anh không kiềm chế được mà cứ nhìn Giang Yến. Nhưng ánh mắt của chị Linh lại nhìn chằm chằm vào anh. Điều này khiến Chu Dương cảm thấy khó hiểu. Chị Linh vừa trừng mắt nhìn anh, rồi lại bảo Giang Yến lên giường ngồi. Lúc đó, Chu Dương có thể hiểu, dù sao Chu Dương cũng đã nghe thấy câu nói của chị Linh, anh có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Cho nên, Chu Dương nghi ánh mắt ban đầu của chị Linh là biểu thị sự không hài lòng. Dù sao cũng vì anh mới khiến Giang Yến đi vào ngõ cụt, để mọi người lo lắng một phen. Nhưng ánh mắt thứ hai là có ý gì? Hơn nữa, trong ánh mắt này còn hàm chứa sự uy hiếp. Lẽ nào chị Linh đổ hết trách nhiệm chuyện Giang Yến đi vào ngõ cụt lên đầu anh? Điều này là không nên mà. Chu Dương cảm thấy hơi oan uổng, rõ ràng là không liên quan gì đến anh, trước khi nghe thấy câu nói của chị Linh, anh cũng không biết Giang Yến có tình cảm với mình. Số lần gặp mặt của hai người cũng không quá 10 lần. Giang Yến sao lại có tình cảm với mình chứ? Chu Dương không phục, anh quyết định phải biểu đạt sự phản kháng của mình với chị Linh không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu Chu Dương. Đây là không công bằng, hơn nữa cũng không có căn cứ. Cho nên, nhìn thấy mấy người phụ nữ ở bên cạnh trò chuyện vui vẻ, Chu Dương ngồi trên ghế sofa nhìn Giang Yến, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chị Linh. Anh phải giải thích rõ với chị Linh. Rõ ràng anh cũng lo lắng cho Giang Yến. Chị Linh mỉm cười lắng nghe Thẩm Bích Quân nói chuyện, ánh mắt vô tình liếc nhìn Chu Dương. Giây tiếp theo, chị Linh chợt sững sờ. Cô không dám tin vào mắt mình, cô vừa nhìn thấy cái gì vậy? Chu Dương chăm chú nhìn Giang Yến, còn nữa, thằng nhóc này còn dám đưa mắt liếc mình một cái. Có ý gì vậy? Đây là coi thường hay là khiêu khích? Chị Linh bỗng chốc nổi cáu. Tên Chu Dương này hết lần này đến lần khác phớt lờ lời cảnh cáo của mình, một mực nhìn về phía Giang Yến, bây giờ lại còn dám khiêu khích mình. Đúng là ngông cuồng ngang ngược, không coi ai ra gì, không biết trời cao đất dày. Chị Linh quyết định, đợi đến khi không còn ai, nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ Chu Dương một trận, lần này, không chỉ không nương tay, mà còn phải ra tay thật nặng, nhất định khiến Chu Dương ghi nhớ bài học này. Phải khiến Chu Dương biết, phớt lờ lời cảnh cáo của mình. Còn khiêu khích giới hạn của mình, hậu quả Chu Dương tuyệt đối không thể chịu đựng được. Rắc rắc, chị Linh siết chặt nắm đấm, đột nhiên phát ra âm thanh rắc rắc. Ánh mắt cô nhìn Chu Dương, cũng tràn đầy sự ớn lạnh. Lần này, không quan tâm nhiều nữa, dù Giang Yến có tình cảm với Chu Dương, cô ấy cũng nhất định phải dạy dỗ Chu Dương một trận. Chương 508, trao đổi bằng ánh mắt 2. Không đúng, vừa nghĩ đến Giang Yến cũng có cảm tình với thằng nhóc này. Chị Linh không hiểu sao mình lại cảm thấy cô đơn, một cảm giác trống rỗng bỗng xuất hiện. Mới vừa rồi khi nhìn thấy Giang Yến tới đây, trong lòng cô đã cảm thấy vui vẻ hẳn lên.
nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, Giang Yến tới đây là vì có tình cảm với Chu Dương, hơn nữa chuyện này không phải cô tự suy đoán, mà cô đã tận mắt nhìn thấy lúc ở Giang gia. Khi Giang Hành Nguyên hỏi Giang Yến có phải đã có ý gì đó với Chu Dương hay không, lúc ấy chị Linh nhìn thấy gương mặt Giang Yến ửng đỏ, thậm chí hai lỗ tai cũng đỏ hết lên. Giờ ngẫm lại, chị Linh cảm thấy chính mình mới là người thô lỗ. Báu vật mà cô thích nhất, chân quý nhất giờ lại có cảm tình với Chu Dương, chỉ cần nghĩ đến đây là chị Linh lại hận mình không thể đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Chu Dương, sau đó đánh anh mấy đấm, coi như chút hết sự bực dọc trong lòng. Chu Dương càng bối rối hơn. Anh không hiểu rốt cuộc là chị Linh bị làm sao. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn tán gẫu với Thẩm Bích Quân rất vui vẻ, vậy mà không hiểu sao đột nhiên lại trợn mắt hung dữ, hơn nữa Chu Dương cảm nhận được, rõ ràng chị Linh đang nhằm vào anh. Vãi! Đây là gì vậy? Lẽ nào là vì vừa nãy anh nhìn chị Linh một cái, nên cô ấy mới nổi lên ý nghĩ muốn giết anh? Sẽ không vô tình như vậy chứ? Tất nhiên, Chu Dương sẽ không cho rằng chị Linh thật sự muốn giết anh. Tuy nhiên, nếu quả thật chị Linh có gì đó bất mãn với anh, thì cùng lắm là nghiêm khắc dạy dỗ, hoặc đánh anh một trận ra trò, chứ sao lại như là muốn giết chết anh luôn vậy? Quan trọng hơn chị Linh chỉ là một người phụ nữ, nên Chu Dương cũng không cho rằng cô có khả năng giết được anh. Nhưng nếu chị Linh thật sự muốn dạy bảo lại anh, thì anh cũng sẽ không nương tay hay giả bộ không phải đối thủ của chị Linh, ngược lại anh sẽ khiến cô nhận một bài học nho nhỏ. Ngay sau đó Chu Dương lại lắc đầu lia lịa, vội vàng ném ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Chị Linh và Giang Yến có mối quan hệ tốt như vậy, nên có lẽ cô ấy đang lo lắng cho Giang Yến thôi. Suy cho cùng, chuyện Giang Yến rơi vào bế tắc cũng có liên quan đến anh, cho nên nếu chị Linh thật sự bất mãn với anh thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên, vừa rồi ý định giết người xuất hiện trong ánh mắt chị Linh có lẽ chỉ là giả, chắc do anh nhìn lầm. Chu Dương cảm thấy những gì anh vừa phân tích rất hợp lý, thậm chí còn hợp lý hơn tất cả những phân tích trước đây của anh. Dù sao, thân phận chị Linh không hề đơn giản, ngay cả những tay đàn ông ăn chơi trác táng ở thủ đô cũng phải cung kính e dè trước mặt cô, một cô con gái nhà giàu thoạt nhìn thì rất tùy tiện, nhưng thực tế lại là người vô cùng hiểu lễ nghĩa, có tri thức. Chu Dương cảm thấy chị Linh chỉ muốn phát tiết sự bất mãn trong lòng một chút thôi, đợi đến khi cô thấy được thành ý của anh, nhất định cô ấy sẽ cảm thấy được trấn an. Nghĩ đến đây, Chu Dương lại nhìn về phía Giang Yến. Chỉ có điều, lúc này ánh mắt của anh chủ yếu là đang dừng lại trên người chị Linh. Anh nghĩ chị Linh hẳn là có thể cảm nhận được sự chân thành tha thiết và day dứt trong mắt anh. Dù sao, Giang Yến thành ra như vậy, chị Linh cũng lo lắng suốt cả chặng đường, hơn nữa, để có thể đưa Giang Yến từ trường xa tới thành phố Liễu để tìm anh, cũng không phải là dễ dàng gì. Tùng tùng, chị Linh cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh. Chu Dương cứ nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Cái tên Chu Dương này đúng là không muốn sống nữa, sau mấy lần bị cô cảnh cáo mà vẫn không chịu khuất phục, ngược lại càng láo sực hơn. Bây giờ còn dám nhìn thẳng cô với ánh mắt đầy khiêu khích như vậy nữa. Nụ cười tươi trên mặt chị Linh cứng đờ, cô đang kiềm chế hết sức. Chị Linh sợ một khi cô không nhịn nổi nữa sẽ hung dữ vùng lên, ấn bản mặt của Chu Dương xuống đất, sau đó sẽ đánh anh một trận như tử. Ha ha, nghe nói tối nay có hoạt động gì đó. Khi nào thì chúng ta đi? Chị Linh gượng cười, đổi chủ đề. Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi đợi ở trong căn phòng này mãi được. Nhất là khi trong phòng còn có Chu Dương. Chị Linh sợ mình không kiềm chế được, nhất thời sẽ làm gì đó với Chu Dương. Bây giờ đã gần đến giờ, hoạt động đêm vọng lễ chắc cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên xuống đó thôi. Thẩm Bích Quân nhìn đồng hồ, cười nói, đứng dậy đầu tiên. Kỳ thực, cô cũng phát hiện ra nét mặt chị Linh không tự nhiên lắm, giống như là đang cố hết sức để kiềm chế điều gì đó. Tuy nhiên, Thẩm Bích Quân cũng không biết chị Linh đang chịu đựng chuyện gì. Cô chỉ nghĩ đơn giản là chị Linh có chuyện gấp cần phải làm nhưng bị giữ ngồi lại trong phòng, nên chủ động đưa ra ý kiến xuống tầng. Như vậy, bất kể chị Linh muốn làm gì cũng cần có một khoảng thời gian và không gian nhất định. Đúng rồi, Tiểu Yến, em đi cùng chị. Trong lòng chị Linh mừng rỡ, cô vội vàng đứng dậy, kéo Giang Yến, chuẩn bị đi ra ngoài. Cô cố hết sức kiềm chế, coi như không nhìn thấy Chu Dương. Chị Linh sợ rằng cô chỉ cần liếc mắt nhìn Chu Dương một cái thì sẽ không kiềm chế nổi, những bất mãn và phẫn nộ mà cô cố nén trong lòng sẽ ngay lập tức bị cô trút hết ra ngoài. Khi đó, ở đây sẽ không có ai đủ khả năng ngăn cản cô. Chẳng mấy chốc,
mọi người trong phòng cũng đứng dậy đi gần hết. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại đúng một người đàn ông là Chu Dương. Anh Chu Dương, anh còn chưa đi sao? Anh không định tới hoạt động đêm vọng lễ à? Trần Hân thấy Chu Dương mãi không đứng dậy nổi, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi. Cô phát hiện, vừa rồi lúc mấy chị gái kia nói chuyện, cô gần như không thể chen lời vào nói bất cứ điều gì. Không phải vì mấy chị gái đó có thù địch gì với cô, nên mới không cho cô có cơ hội nói chuyện. Mà là Trần Hân tự nhận thấy từ sự hiểu biết lẫn sự từng trải của mình đều kém các chị gái đó rất nhiều, cho nên dù cô có nói đi nữa, thì căn bản lời nói đó cũng không thể chen lọt. Mặc dù cô là một sinh viên tài giỏi của Đại học Đông Hải, nhưng ở những phương diện này, mấy chị gái đó cũng không cần biết đến suy nghĩ của một cô sinh viên như cô. Trần Hân cảm thấy hơi mất mát, cô đi theo sau mấy chị gái đó, định bụng sẽ đi xem hoạt động đêm vọng lễ trước, sau đó sẽ suy nghĩ về tương lai của mình. Nhưng sau đó lại nhìn thấy Chu Dương vẫn chưa rời đi, anh ngồi im trên ghế sofa, không hề có ý định đứng dậy, khiến Trần Hân nhìn không được, đành mở miệng hỏi một câu. Cuối cùng, Trần Hân lại cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh Chu Dương lại kéo xa hơn. Lúc trước khi còn ở Đông Hải, Chu Dương thường xuyên đến câu lạc bộ Silver Lake để tìm Trần Thế Hào. Thời điểm đó, số lần Trần Hân gặp Chu Dương rất nhiều, thường xuyên trò chuyện và ăn cơm cùng nhau. Nhưng từ khi đến tỉnh Tương Tây, Trần Hân phát hiện ra rằng, việc cô và Chu Dương nói chuyện trao đổi với nhau gần như không còn tồn tại. Điều này khiến Trần Hân cảm thấy hết sức buồn phiền. Hơn nữa, mới vừa đây Trần Hân cũng đã cảm nhận được khoảng cách giữa cô và mấy chị gái kia rất rõ ràng. Điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Hả, à, đi chứ, anh đi ngay đây. Chu Dương sửng sốt, mỉm cười nói với Trần Hân, sau đó liền đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa rồi anh mất hồn ngồi im trên ghế sofa là do lúc chị Linh đến trước mặt anh để kéo Giang Yến đi, anh đã thật sự cảm nhận được sự lạnh lẽo đến rợn người và cả ý định muốn giết người diệt khẩu tỏa ra từ người chị Linh. Hơn nữa, sự lạnh lẽo và ý muốn giết người rất rõ ràng này, chính xác là đang nhắm vào anh. Điều này khiến Chu Dương rất bất ngờ, anh cũng không hiểu lý do là gì. Vừa nãy anh còn nhìn chị Linh với ánh mắt thể hiện sự day dứt và thành ý. Theo lý mà nói, chị Linh là một tiểu thư con nhà giàu, người có tri thức và hiểu lễ nghĩa, sau khi cảm nhận được thành ý của anh thì sẽ không so đo hiềm khích trước đây, sự bất mãn của chị Linh đối với anh đáng ra cũng phải giảm xuống chút chứ. Nhưng tình hình bây giờ lại khác xa so với những gì anh tưởng tượng. Sự lạnh lùng của chị Linh không những không giảm, mà ngược lại chị Linh giờ còn muốn giết chết anh ngay lập tức. Lần này, Chu Dương cũng cảm nhận được rõ mồn một. Chương 509, cánh tay không an phận. Trong lòng mang theo sự nghi hoặc không thể lý giải được, Chu Dương cùng mấy người họ đi đến chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu. Hoàng hôn buông xuống, đã 6 rưỡi tối, cách khoảng thời gian 7 giờ của hoạt động đêm vọng lễ theo kế hoạch vẫn còn nửa giờ nữa. Lúc này, quảng trường bên ngoài cửa chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu đã có một sân khấu nhỏ dựng lên. Một vài thiết bị trang trí đã bố trí đầy đủ. Xung quanh cũng có mười mấy người rải rác xuống đến, trông cũng có không khí náo nhiệt. Dù sao, con phố này cũng xem như phố kinh doanh phồn hoa nhất thành phố Liễu. Mỗi khi trời tối là lúc chợ đêm được mở cửa, dòng người đến dạo phố tấp nập, náo nhiệt. Mười mấy người vây quanh sân khấu nhỏ không ngừng chỉ trỏ trỏ, sôi nổi bình luận, khiến càng nhiều người đến vây xem. Ở đây có hoạt động gì sao? Không biết, tôi vừa đến đã thấy sân khấu dựng sẵn rồi. Có điều chỗ này trước giờ đều không có tuyên truyền gì, không giống như có hoạt động gì lắm nhỉ. Cái này thì không biết nữa, mọi người xem cái sân khấu này dựng lên còn có cả thiết bị nữa, rõ ràng là có hoạt động sắp diễn ra. Hơn nữa lúc nãy hình như tôi có nhìn thấy một người rất quen đi qua đây, nhưng vẫn chưa nhớ được ra là ai. Xem thử vậy, không phải trước đây có nói ngày mai công ty Danh Dương khai trương chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu sao? Bạn gái tôi sớm đã bảo tôi đến mua giúp cô ấy mấy bộ mỹ phẩm, bây giờ tiện thể xem thử, nói không chừng còn có hoạt động ưu đãi gì đó. Chu Dương chỉ liếc nhìn một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Sân khấu này tuy nhỏ nhưng các loại phương tiện và thiết bị đều được chuẩn bị đầy đủ. Quan trọng nhất là nó hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của hoạt động đêm nay. Chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu. Đám người Chu Dương, Thẩm Bích Quân đã có mặt đầy đủ, mấy người Vương Vĩ tất nhiên phải ra mặt tiếp đón. Tuy rằng Chu Dương và Thẩm Bích Quân là người phát ngôn chính của công ty Danh Dương nhưng ở đây dù sao cũng là chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu nên có thể nói Vương Vĩ chính là chủ nhân.
Chu Tổng, Thẩm Tổng, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần đến giờ thì hoạt động đêm vọng lễ sẽ lập tức bắt đầu. Vương Vĩ cười nói, đồng thời thân người hơi lách sang một bên, đẩy người đàn ông đứng ở bên cạnh ông ấy lên phía trước. Vị này là Khổng Huy, người quen của tôi. Hiện nay độ nổi tiếng ở thành phố Liễu cũng không tầm thường. Vương Vĩ cười, giới thiệu Khổng Huy. Ánh mắt Chu Dương trong chốc lát cũng dừng trên người Khổng Huy. Thực ra, khi mấy người Vương Vĩ cùng bước qua đây, Chu Dương đã nhìn thấy Khổng Huy đứng bên cạnh Vương Vĩ. Có điều lúc đó trong lòng cũng chỉ có một chút phỏng đoán, không thể hoàn toàn chắc chắn. Nhưng mà chỉ nói đến tướng mạo thì Khổng Huy cũng không tồi. Cao cao gầy gầy, khuôn mặt anh tuấn, làn da tuy hơi rám nắng nhưng chung quy vẫn là kiểu công tử trắng trẻo. Từ ánh mắt đầu tiên thì rất khó để ghét bỏ Khổng Huy, thậm chí đến cả Chu Dương cũng không thể không nói rằng, Khổng Huy chỉ cần dựa vào khuôn mặt này cũng đã đủ khiến cuộc sống của mình thoải mái hơn rồi. Trừ Chu Dương ra, Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và mấy người khác cũng đều nhìn Khổng Huy. Chu Dương đứng một bên cũng nhìn ra được, ấn tượng của Thẩm Bích Quân đối với Khổng Huy chắc không tồi. Lúc Thẩm Bích Quân nhìn Khổng Huy, ánh mắt cô tựa như hiện lên một tia sáng. Chào Chu Tổng, Thẩm Tổng, tôi là Khổng Huy, hy vọng hợp tác vui vẻ. Khổng Huy thoải mái cười, tiến hai bước về phía trước, vươn tay bắt tay Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Chu Dương cũng không để ý gì, đều là đàn ông bắt tay cũng là lễ nghi bình thường. Cho nên, Chu Dương cười vươn tay, nhẹ bắt tay với Khổng Huy. Theo sau, Khổng Huy cũng tới bắt tay với Thẩm Bích Quân. Dù sao Thẩm Bích Quân trên danh nghĩa cũng là chủ tịch công ty Danh Dương, tại hoạt động của chi nhánh cửa hàng cũng phải nể mặt khách, bắt tay cũng là bình thường. Xin chào. Thẩm Bích Quân mỉm cười, cũng coi như chào hỏi Khổng Huy. Mà lúc này, trong lòng Thẩm Bích Quân lại đang nghĩ đến người phụ nữ đi ra từ phòng của Chu Dương. Hình dáng người phụ nữ bây giờ đang đứng sau lưng Vương Vĩ cũng tương tự người phụ nữ đấy. Cho nên, ánh mắt của Thẩm Bích Quân dừng trên người Diệp Phương. Còn đối với việc bắt tay với Khổng Huy cũng chỉ là vươn ra theo thói quen. Theo lý mà nói, hai người bắt tay nhau thì chỉ trong một chốc lát là được. Nhất là giữa nam và nữ, thời gian thậm chí có thể ngắn hơn nữa. Nhưng Thẩm Bích Quân đột nhiên ý thức được Khổng Huy bắt tay mình đã được mấy giây rồi mà vẫn chưa buông ra. Lần này trong lòng Thẩm Bích Quân đột nhiên thấy không vui vẻ gì nữa. Khổng Huy là ai, tôi bắt tay với anh cũng chỉ là lễ tiết chào hỏi. Bất kể là ai cũng đều nên theo tuân thủ cái lễ tiết cơ bản này. Bắt tay có cần đến tận mấy giây như này không? Ngay lập tức, sắc mặt Thẩm Bích Quân u ám hơn, đôi mắt trầm xuống, không muốn để ai nhìn thấy cảnh tượng này nên cô thu tay về. Như thế cũng không đến mức hai bên khó xử. Có lẽ Khổng Huy cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi. Thế nhưng khi Thẩm Bích Quân rút tay về, lần đầu tiên lại không rút được mà bị Khổng Huy nắm chặt hơn. Lần này thì Thẩm Bích Quân thực sự nổi giận. Hàm ý của mình đã rất rõ ràng, bắt tay cũng một vừa hai phải là được rồi. Nhưng Khổng Huy rõ ràng biết ẩn ý của mình còn không buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn. Đây rõ ràng là đang lợi dụng. Ha ha, có thể buông tay được chưa? Thẩm Bích Quân lạnh giọng cười nói, trên mặt còn mang theo một nụ cười rất giả tạo nhìn Khổng Huy, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng. Âm thanh nhắc nhở lần này của cô cũng không nhỏ. Tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Trong chốc lát, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Khổng Huy và Thẩm Bích Quân. Mọi người chỉ nhìn thấy sắc mặt Thẩm Bích Quân tức giận, còn sắc mặt Khổng Huy thì biểu thị ý xin lỗi. Mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nghi hoặc. Thật ngại quá, Thẩm Tổng thực sự đẹp quá, trong phút chốc không định thần lại được, quên mất phải thu tay về, xin lỗi cô. Có điều... Câu nói biểu thị xin lỗi của Khổng Huy lại mở nút thắt nghi hoặc trong lòng mọi người. Hóa ra là Khổng Huy bị sắc đẹp của Thẩm Bích Quân hấp dẫn, trong phút chốc quên mất thu tay về. Mọi người đều hiểu ý mỉm cười, nhất là Vương Vĩ, khuôn mặt thản nhiên, nhìn Khổng Huy khẽ nhíu mày. Trong mắt mọi người điều này chẳng có là gì cả, chỉ là một sự hiểu lầm tốt đẹp. Nếu như phải nói thì chỉ có thể nói là dung mạo Thẩm Bích Quân thực sự khó có thể khiến người khác chống cự được. Phiền Khổng tiên sinh nói chuyện chú ý một chút. Nhưng bộ dạng của mọi người khiến Thẩm Bích Quân cực kỳ không thoải mái. Nhất là sắc mặt của người bên cạnh mình đang không hiểu gì. Chu Dương vẫn chưa kịp động não, Tạ Linh Ngọc và những người khác đang kinh ngạc nhìn anh. Lúc này người bên phía Vương Vĩ cũng cười tủm tỉm. Người không hiểu sự tình còn tưởng rằng Thẩm Bích Quân đang quyến rũ Khổng Huy. Trong lòng Thẩm Bích Quân hết sức phẫn nộ,
không phát tiết ra ngoài thì thực sự nhìn không nổi nữa. Chương 510, đánh người. Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ Khổng tiên sinh đây biết rõ, sống ở trên đời, hy vọng Khổng tiên sinh tôn trọng người khác một chút. Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói, sau khi cô rút tay về thì lùi về phía sau hai bước, tự động kéo giãn khoảng cách với Khổng Huy. Lần này, Chu Dương, Tạ Linh Ngọc cùng những người khác nếu còn không nhìn ra được vấn đề, vậy thì thực sự không cần nói nữa. Sắc mặt của Chu Dương lập tức trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Khổng Huy và Vương Vĩ, anh tiến lên trước một bước, đứng giữa Thẩm Bích Quân và Khổng Huy. Xảy ra chuyện gì? Chu Dương quay đầu, ghé sát bên tai Thẩm Bích Quân hạ thấp giọng hỏi. Anh tin tưởng Thẩm Bích Quân, cô ấy tuyệt đối sẽ không vô cớ gây sự, đặc biệt là ở đây, chi nhánh ở thành phố Liễu. Hơn nữa vào giờ phút quan trọng này khi chỉ còn mười mấy phút nữa thì hoạt động đêm vọng lễ sẽ bắt đầu. Vừa nãy người này nắm lấy tay tôi không chịu buông. Thẩm Bích Quân khi đối mặt với Chu Dương, dĩ nhiên sẽ không nói dối, thực sự việc này vừa nãy cô ấy đã từng nói một lần. Có điều âm thanh của cô ấy nói ra quá nhỏ, căn bản chỉ có cô và Chu Dương có thể nghe được. Chu Dương sau khi nghe thấy lời cô nói thì giận tím mặt. Láo xược. Chu Dương không nhẫn nhịn. Xoay người tát thẳng một cái vào mặt Khổng Huy. Anh không cho rằng Thẩm Bích Quân đang nói dối, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đổ oan cho Khổng Huy. Suy cho cùng, trước đây hai người họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Tuy rằng Thẩm Bích Quân không có quan hệ thân thiết với anh, nhưng cô ấy vẫn luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Chu Dương. Trước đây ở Đông Hải, Thẩm Bích Quân đã giúp anh chặn một nhát dao chí mạng, ân tình đó đủ để Chu Dương vì cô mà làm bất cứ việc gì. Cái tát vang dội của Chu Dương giáng xuống khuôn mặt Khổng Huy, khiến Khổng Huy như rơi vào mơ hồ, liên tục lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ngã nhào xuống đất, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc nhìn Chu Dương. Sắc mặt của những người khác lại càng kinh hãi hơn. Chu Tổng, cậu! Trong lòng Vương Vĩ vô cùng tức giận, nhanh chóng đi đến bên cạnh đỡ lấy Khổng Huy, kiểm tra tình trạng của Khổng Huy. Còn những người khác đều mang vẻ mặt không giống nhau đi đến nhìn xem Khổng Huy thế nào. Chu Dương và Thẩm Bích Quân không ai nói gì. Chu Tổng, tại sao vậy? Vương Vĩ trầm giọng chất vấn anh. Vừa nãy bởi vì việc ngày mai Giang Yến không thể tham dự lễ khai trương, mà trong lòng Vương Vĩ hơi bất mãn với Chu Dương, thậm chí đã suy nghĩ đến việc tự tách ra hoạt động độc lập. Mà Khổng Huy là do ông mời đến giúp đỡ, cũng vì lo nghĩ cho chi nhánh ở thành phố Liễu. Bây giờ, Chu Dương không nói gì, liền tát thẳng một tát vào mặt Khổng Huy. Đây rõ ràng cũng là tát vào mặt Vương Vĩ. Một trước một sau cả hai lần đều bị bẽ mặt, điều này khiến Vương Vĩ không nhẫn nhịn được nữa. Ông muốn chất vấn Chu Dương, nếu như Chu Dương không thể cho ông một lời giải thích hợp lý, vậy thì Vương Vĩ rất có thể sẽ phát tiết cơn giận, thậm chí sẽ xảy ra xung đột với Chu Dương. Có điều bây giờ Vương Vĩ vẫn cố gắng nhẫn nhịn, thật sự không muốn gây bất hòa với Chu Dương. Suy cho cùng thì Chu Dương và Thẩm Bích Quân bây giờ vẫn ở thành phố Liễu. Vẫn ở tỉnh Tương Tây. Bên cạnh Chu Dương có quá nhiều người có năng lực và người ủng hộ mà ông có thể mượn dùng. Một khi Vương Vĩ có bất hòa với Chu Dương, vậy thì ông ta nhất định sẽ bị cô lập hoàn toàn. Dưới sự cám dỗ to lớn về mặt lợi nhuận cùng với tên tuổi của công ty Danh Dương, Vương Vĩ không dám chắc liệu có bao nhiêu người sẽ đứng về phía mình. Dù bây giờ có một số người đang đứng phía sau ông ta, cũng được xem là đối tác làm ăn. Nhưng Vương Vĩ hiểu được rằng một khi ông gây bất hòa với Chu Dương, thì lúc đó không chắc là toàn bộ bọn họ đều đứng về phía ông hay thậm chí có thể ngay cả một phần mười cũng không có. Không tại sao cả, người bạn này của ông có hành vi không đứng đắn, tôi thấy không cần thiết phải tìm anh ta đến làm khách quý biểu diễn, đổi người khác đi. Chu Dương căn bản không để ý đến sự chất vấn của Vương Vĩ. Tổng hợp lại những gì trước kia Diệp Phương tìm đến anh, nói những lời đó với anh, lại thêm sự việc bây giờ. Chu Dương gần như có thể khẳng định, trong lòng Vương Vĩ đã có một vài suy nghĩ khác. Càng huống hồ, Khổng Huy này không hề tôn trọng Thẩm Bích Quân, đây là thật. Chu Dương cảm thấy cần phải dạy dỗ Khổng Huy một chút, về điều này không có chỗ nào là không đúng cả. Nếu như vậy, Khổng Huy ở chi nhánh thành phố Liễu làm khách quý biểu diễn, cho dù là hoạt động đêm vọng lễ, hay là buổi lễ khai trương vào ngày mai, tất cả đều không còn phù hợp nữa. Chu Tổng, cậu nói như vậy thật sự không có lý. Cậu ra tay đánh Khổng Huy, lẽ nào đến một lời giải thích cũng không có sao? Hay là nói, cậu nhìn thấy tôi thì không thoải mái? Sắc mặt Vương Vĩ đỏ rực, trông vô cùng tức giận. Được rồi, Vương Vĩ, không cần nói nữa.
Vương Vĩ chỉ vừa nói đến một nửa, Khổng Huy liền ngăn ông ta lại. Cậu là Chu Dương phải không? Cái tát này của cậu, nếu không cho tôi một lời giải thích khiến tôi hài lòng thì chúng ta vẫn chưa xong đâu. Khổng Huy đưa tay che gò má bên trái, bây giờ vẫn còn cảm nhận được trên mặt truyền đến sự đau rát, trong lòng vô cùng tức giận, nhìn Chu Dương, lạnh lùng nói. Kỳ thực, chính Khổng Huy cũng biết rất rõ, tại sao Chu Dương lại tát mình. Thậm chí, vừa rồi khi Chu Dương thấp giọng hỏi sát bên tai Thẩm Bích Quân, lời của hai người bọn họ, Khổng Huy cũng có thể nghe được. Chỉ là thời gian hắn nắm tay Thẩm Bích Quân có lâu hơn một chút, thậm chí, lúc cô cố gắng rút tay về, hắn cũng không có ý định buông ra. Nhưng thế thì sao? Lẽ nào Thẩm Bích Quân nói đúng, thì là đúng sao? Ở đây cũng không phải chỉ có một mình cô, huống hồ, mánh khóe như vậy, Khổng Huy chẳng biết là đã từng sử dụng bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều vô cùng thuận lợi. Với danh tiếng của Khổng Huy, không phải là không cần kiêng dè ở thành phố Liễu, nhưng chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của những đại gia tộc, thì ai lại có thể động chạm vào hắn chứ? Huống hồ, hắn cũng không phải là người không có gia thế. Nếu không thì, năm đó tham gia tiết mục giọng hát hay của tỉnh Tương Tây, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào top 3. Càng huống hồ, Thẩm Bích Quân thực sự là vô cùng xinh đẹp, Khổng Huy nhiều năm như vậy đã từng gặp biết bao nhiêu người phụ nữ, trong số họ Thẩm Bích Quân được xem như là xinh đẹp nhất. Quả thật, trong mắt của Khổng Huy, Tạ Linh Ngọc, Giang Yến, chị Linh ở bên cạnh, thậm chí là Trần Hân, họ đều là những người đẹp khó mà gặp được. Có điều, bởi vì hắn không biết được mối quan hệ giữa họ với Vương Vĩ, nên tạm thời vẫn chưa làm ra hành động gì. Cùng lắm thì đợi đến khi hoạt động này kết thúc, hắn sẽ tìm Vương Vĩ hỏi thăm tin tức, Khổng Huy tự tin với vẻ bề ngoài và tài năng của mình đủ để thu hút sự chú ý của những người đẹp này. Trước mắt, nếu như có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Bích Quân thì Khổng Huy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong mắt Khổng Huy, công ty Danh Dương cũng chỉ là một công ty mỹ phẩm, mà bây giờ ở tỉnh Tương Tây cũng chỉ có hai gia tộc có công ty về loại hình này, công ty như vậy có thể lớn đến đâu chứ? Một nữ tổng tài xinh đẹp như vậy, chơi đùa một chút với hắn cũng không tính là chịu thiệt thòi gì lớn lắm. Phải biết rằng, ở thủ đô, Khổng Huy đã từng gặp vô số con cháu của các gia tộc lớn, người nào mà không có mánh khóe đầy mình. Chỉ là sếp tổng của một công ty mỹ phẩm nhỏ, trước giờ sẽ không được Khổng Huy để mắt đến. Hả, giải thích hợp lý, anh yêu cầu tôi cho anh một lời giải thích hợp lý. Anh chắc chắn chứ? Chu Dương khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Khổng Huy, hơi ngạc nhiên. Anh không biết sự tự tin của Khổng Huy từ đâu mà có, lại dám nói với anh bằng giọng điệu như vậy. Phải biết rằng, đã từng có một kẻ dám trêu ghẹo người phụ nữ bên cạnh Chu Dương, còn dám hung hăng càn quấy nói chuyện với anh, đã bị anh trực tiếp giải quyết, bây giờ ở trong gia tộc, không khác gì một kẻ tàn phế. Sắc mặt Chu Dương không chút biểu cảm, trông giống như chẳng có bất kỳ hành động nào. Nhưng những người hiểu được tính cách của Chu Dương, vào lúc này đều biết rằng, bây giờ Chu Dương đang ở điểm giới hạn của mình. Nếu như Khổng Huy còn không biết rút lại lời vừa nói vừa nãy, vậy thì cơn giận của Chu Dương, hắn căn bản là sẽ không chịu đựng nổi. Còn nếu Khổng Huy có thể thay đổi thái độ, biết điều nhận sai, nói không chừng Chu Dương còn có thể tha cho hắn một mạng, chỉ đơn giản dạy dỗ một trận, rồi để cho hắn rời đi. Chương 511, giải thích cho anh. Khổng Huy, ông. Khuôn mặt Vương Vĩ hơi biến sắc, nghĩ đến tất cả những hành động trước đây của Chu Dương, ông ta bỗng giật mình, muốn nhắc nhở Khổng Huy. Nhưng Khổng Huy lại bị khuôn mặt vô cảm của Chu Dương chọc giận, căn bản không cho Vương Vĩ cơ hội nói chuyện. Được rồi, Vương Vĩ, nhìn khuôn mặt khó coi của anh kìa, tôi mới từ thủ đô trở về, đã đến đây giúp anh, nhưng thật không ngờ, những người trong công ty của anh quả thật không biết trời cao đất dày là gì, họ tưởng rằng đây là nơi nào chứ. Chỉ dựa vào hai chi nhánh cửa hàng của công ty mà cũng muốn ở đây ra vẻ là người tài giỏi. Khổng Huy cười khẩy nói, trên mặt in dấu bàn tay đỏ ửng, ẩn dưới nụ cười quái dị kia lộ rõ dáng vẻ dữ tợn, u ám. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn Khổng Huy giống như một kẻ đần độn. Bọn họ đều nghe thấy rõ những gì Khổng Huy vừa nói. Không chỉ vài người đứng sau lưng Chu Dương mà ngay cả đối tác của Vương Vĩ cũng đều nghe rõ mồn một. Không biết trời cao đất dày là gì. Hai chi nhánh cửa hàng. Người tài giỏi. Những từ như vậy, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, càng không dám dùng mấy lời này nói với Chu Dương. Chu Dương không biết rằng trời cao đất dày. Đánh Giang Bắc tàn phế, gây rối trong bữa tiệc của Giang gia, không chỉ đánh người Giang gia, mà còn cả người của Dư gia,
Đường gia cùng hai cha con nhà Trương gia là Trương Luân và Trương Đào, khiến đám người Trương gia kinh hãi. Tất cả việc này quả thật là có phần không biết trời cao đất dày là gì. Thế nhưng, ở tỉnh Tương Tây rộng lớn này, từ trước đến giờ, thật sự vẫn chưa ai có thể nói những lời như vậy với Chu Dương, thậm chí cũng chưa ai có thể khiến Chu Dương khiêm tốn hơn. Hai chi nhánh cửa hàng. Chỉ riêng trụ sở chính ở Đông Hải, toàn bộ mỹ phẩm trên thị trường đã cho thấy công ty Danh Dương ở Đông Hải có địa vị cao như thế nào. Ở Tương Tây, ngoại trừ cửa hàng trụ sở ở Trường Sa và chi nhánh ở thành phố Liễu, trong vòng một tháng tiếp theo, sẽ có thêm 7 hoặc 8 chi nhánh nữa được khai trương. Theo kế hoạch, trong 2 năm nữa, các chi nhánh cửa hàng sẽ được mở rộng khắp Tương Tây. Huống hồ, cửa hàng đứng đầu ở Trường Sa doanh số một tháng đã lên tới con số hơn 3 tỷ. Một cửa hàng như vậy, chẳng lẽ còn không đủ sao? Toàn bộ Tương Tây, căn bản không thể tìm ra một cửa hàng thứ hai như vậy. Thậm chí, cả nước cũng hiếm có cửa hàng nào so sánh được. Còn về người tài giỏi, mọi người cũng không cần nghĩ nhiều. Nếu như bây giờ Chu Dương không được coi là người tài giỏi, thì cũng không ai dám nói mình là người tài giỏi. Thậm chí, cả tỉnh Tương Tây này cũng chẳng mấy người dám nói mình là người tài giỏi. Dù sao, cùng lúc có thể cạnh tranh với 4 gia tộc lớn mà không bị thua thiệt, thậm chí còn chiếm ưu thế, không phải người tài giỏi thì là gì chứ? Bây giờ, quỳ xuống xin lỗi tôi, nói không chừng tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nếu không, một ông chủ của công ty mỹ phẩm nhỏ như cậu không thể gánh chịu được hậu quả đâu. Cậu có tin chỉ một câu nói của tôi, toàn bộ chuỗi chi nhánh cửa hàng của cậu ở thành phố Liễu đều sẽ phải đóng cửa không? Khuôn mặt Khổng Huy đầy đắc ý, chỉ vào Chu Dương, giọng điệu kiêu ngạo nói. Như thể trong số những người ở đây hắn là lớn nhất, bởi vậy bọn họ căn bản không xứng đáng được so sánh với hắn. Hắn vừa dứt lời, mọi người đều im lặng. Tất cả mọi người cũng không tiếp tục nói chuyện. Kể cả Vương Vĩ, bây giờ cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Ông ta biết, Khổng Huy đã nói ra những lời này, thì bất kể ông ta có thuyết phục như thế nào cũng không thay đổi được gì, càng không thể thay đổi được thái độ của Khổng Huy. Thậm chí có thể khiến Chu Dương sớm thấy rõ kế hoạch và ý đồ của mình. Sự yên tĩnh kỳ lạ này khiến Khổng Huy cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ những người này đã bị mình dọa sợ khiếp vía rồi? Ha ha ha, quả nhiên chỉ là đám tôm tép hôi thối. Ở trước mặt mình, cũng chỉ để liếm giày cho mình thôi. Ha ha, sợ rồi sao? Vậy mau làm theo những gì tôi nói, ngoài ra, tôi thấy Thẩm Tổng cũng không tệ đâu, chỉ bằng tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn tối. Sau đó cùng nhau nói chuyện về cuộc sống, nói không chừng, tôi sẽ không động đến công ty của mấy người. Các cậu có thể khai trương một cách thuận lợi. Khổng Huy cười nói, ánh mắt nhìn Thẩm Bích Quân với ý đồ thèm khát dục vọng. Cút, bốp, Đột nhiên, mọi người thậm chí còn không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, chỉ nghe thấy ba âm thanh kia liên tục truyền đến. Ngay khi câu nói, cút, lạnh lùng vang lên, sau đó hàng loạt tiếng tát chói tai, còn có cả tiếng của đồ vật va chạm vào nhau. A! Tiếp theo đó, âm thanh rên rỉ vang đến, mọi người lúc này mới giật mình, vội vàng dò xét xung quanh, xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đợi đến khi mọi người đã thấy rõ được sự tình trước mắt, tất cả đều cảm thấy ớn lạnh rùng mình. Ngay cả sắc mặt của Tạ Linh Ngọc, Thẩm Bích Quân, Giang Yến, Trần Hân cũng đều tái nhợt, tay ôm trước ngực, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Còn đám người Vương Vĩ cũng bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch ra, thấp thỏm lo lắng, không dám thở mạnh. Vương Vĩ có biểu hiện rõ ràng nhất, sắc mặt nhợt nhạt, cơ thể run rẩy, khóe miệng khẽ run lên, như thể muốn nói gì đó, nhưng căn bản là không thể thốt lên lời. Nếu như nói ở đây ai là người bình tĩnh hơn cả, thì chỉ có thể là chị Linh. Chị Linh nhìn cảnh tượng trước mặt, không những không ngạc nhiên, sợ hãi mà ngược lại, khuôn mặt cô ấy còn hồng hào, ánh mắt sáng rực nhìn Chu Dương, thầm khen ngợi. Mọi người đương nhiên đều nhìn thấy rõ mồn một. Mấy âm thanh vừa nãy rõ ràng đều là tiếng Chu Dương vung tay tát vào mặt Khổng Huy lần thứ hai. Nhưng thực sự khác với ban nãy. Cái tát này, trực tiếp đánh bay Khổng Huy ra ngoài, đụng phải kệ hàng bên cạnh, toàn bộ mặt hàng trên kệ theo đó đổ sập xuống. Lúc này Khổng Huy vẫn còn đang nằm dưới đống hàng đổ nát, đau đớn kêu rên, không nhúc nhích nổi. Xì. Ngay lập tức, mọi người dùng mình ớn lạnh, đặc biệt là đám người Vương Vĩ, chỉ liếc nhìn Khổng Huy một cái rồi vội vàng chuyển rời tầm mắt. Một lời giải thích hợp lý. Đây chính là lời giải thích mà tôi cho anh đấy. Anh đã hài lòng chưa? Chu Dương lạnh lùng nói, chậm rãi bước đến trước mắt Khổng Huy,
nhìn thấy Khổng Huy nằm giữa đống hàng hóa hỗn độn, khuôn mặt anh không chút biểu cảm. Còn về việc anh muốn cửa hàng này của tôi không thể khai trương được nữa, vậy thì anh hoàn toàn có thể thử, tôi thực sự muốn nhìn xem, anh làm thế nào để khiến cửa hàng này của tôi đóng cửa, ai có đủ khả năng động vào cửa hàng của tôi. Chu Dương nói xong cũng không thèm liếc nhìn Khổng Huy, bất chợt quay người nhìn đám người Vương Vĩ, sắc mặt trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt lộ rõ tia cảnh cáo. Hủy bỏ toàn bộ hợp tác với anh ta, loại người này không đáng. Nhưng Chu Tổng, các hoạt động cho đêm vọng lễ sắp bắt đầu rồi, hơn nữa, nếu như ngày mai Giang Yến tiểu thư không đến, chúng ta sẽ không có người nào thay thế. Khóe miệng Vương Vĩ khẽ co giật, hạ giọng giải thích. Ông ta thực sự không phải muốn giải thích giúp Khổng Huy, mà muốn ném mớ hỗn độn này cho Chu Dương. Khổng Huy đang yên đang lành thì bị anh đánh thành ra bộ dạng thế này. Chưa kể các hoạt động đêm vọng lễ chỉ còn hơn 10 phút nữa là bắt đầu, lễ cắt băng khai trương ngày mai, chắc chắn cũng không thể lên sân khấu biểu diễn. Mà tất cả những việc này đều do Chu Dương gây ra, đương nhiên Chu Dương phải tự tìm cách giải quyết. Chương 512, chọn người thay thế 1. Ngay lập tức, đám người Vương Vĩ đều liếc nhìn Chu Dương. Đúng vậy, Vương Vĩ nói không sai. Khổng Huy là người Vương Vĩ yêu cầu tham gia biểu diễn, bây giờ hắn bị Chu Dương đánh, chắc chắn không thể tham gia biểu diễn được nữa. Vậy hoạt động đêm vọng lễ sẽ bắt đầu sau đó, còn buổi biểu diễn khai trương ngày mai, ai sẽ lên sân khấu, Chu Dương anh phải đưa ra một phương án hiệu quả và khả thi. Ít nhất Chu Dương phải có một đối tượng tham gia biểu diễn chứ. Càng huống hồ, bây giờ thời gian gấp rút, ngay cả khi mời một số ngôi sao nổi tiếng, trong một thời gian ngắn như vậy, đối phương gần như không thể xuất hiện ở một thành phố không mấy phồn hoa như thành phố Liễu. Vấn đề này, tôi tự có cách, không cần mọi người bận tâm. Chu Dương im lặng một giây, sau đó bình tĩnh đáp lời. Vương Vĩ nói không sai, bây giờ thời gian cấp bách, muốn đổi một người biểu diễn, quả thực hơi khó. Thế nhưng, những khó khăn mà họ nghĩ đến không là gì đối với Chu Dương. Hoạt động đêm vọng lễ sắp bắt đầu, tuy Khổng Huy không thể biểu diễn, nhưng điều đó không có nghĩa là sự kiện này sẽ bị hủy hoặc không thể tiếp tục. Chu Tổng, tôi biết cậu có suy nghĩ riêng, nhưng chưa đầy 10 phút nữa là hoạt động đêm vọng lễ sẽ bắt đầu, không có Khổng Huy, cậu bảo chúng tôi tìm đâu ra một người thay thế trong thời gian ngắn như vậy. Vương Vĩ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Chu Dương, trong lòng thầm cười giễu cợt. Ông ta cảm thấy Chu Dương đang yếu thế, căn bản là không còn cách nào. Còn Chu Dương ban nãy nói mình có cách, để mọi người đừng lo lắng, căn bản chỉ là lời từ chối. Chưa kể đến màn biểu diễn trong buổi lễ khai trương ngày mai, chỉ nói về hoạt động đêm vọng lễ sắp bắt đầu trước mắt, Chu Dương chắc chắn không thể tìm được người thay thế cho Khổng Huy. Sao thế, ông đang nghi ngờ tôi? Hay là nói nếu không có Khổng Huy thì buổi biểu diễn sắp tới sẽ không thể tiếp tục? Chu Dương nheo mắt, rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Vương Vĩ. Từ giọng điệu vừa nãy của Vương Vĩ, Chu Dương nghe ra được có phần xem thường và giễu cợt. Điều này cho thấy Vương Vĩ không hề coi trọng anh, thậm chí đang đợi để cười nhạo anh. Sao tôi có thể nghi ngờ cậu được chưa, chỉ là nếu như bây giờ cậu vẫn chưa chọn được người, thì hoạt động đêm vọng lễ e là sẽ bị hủy bỏ. Vương Vĩ thầm cảm thấy ớn lạnh, nhận thấy bản thân hơi vội vàng, bị Chu Dương nhìn ra sơ hở. Thế nhưng Vương Vĩ hoàn toàn không lo lắng về việc Chu Dương sẽ làm gì, bởi vì mọi người đều đang ở chi nhánh thành phố Liễu, hơn nữa chi nhánh này sẽ mở cửa vào ngày mai. Ngay lúc này, e rằng sẽ không có ai dám gây sự can thiệp vào lễ khai trương. Hoạt động đêm nay sẽ không bị hủy. Lúc này, một âm thanh trong trẻo vang lên. Mọi ánh mắt bất chợt đổ dồn vào người đang nói. Vương Vĩ nhíu mày, ông ta nhận ra người đang nói chuyện là một cô gái trẻ đứng cạnh bên Chu Dương. Cô gái này có quan hệ tốt với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc, hơn nữa còn khá thân thiết với Chu Dương. Thậm chí Vương Vĩ còn biết. Cô gái này là con gái của Trần Thế Hào, tên là Trần Hân. Chu Dương nhìn Trần Hân với vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng nghi hoặc. Lúc này tương đối nhạy cảm, bất kể là Chu Dương, hay đám người Vương Vĩ làm gì, nói gì, đều rất có khả năng gây ra ảnh hưởng đối với mối quan hệ hai bên. Còn trên thực tế Trần Hân, cô chỉ là một người ngoài cuộc, trong tình huống như vậy, cô không có quyền để đưa ra quan điểm của mình. Đặc biệt, chuyện liên quan đến Khổng Huy và hoạt động đêm vọng lễ sắp bắt đầu, cô càng không thể tùy tiện bày tỏ ý kiến. Nhưng bây giờ, Trần Hân đã chắc chắn rằng sự kiện đêm nay sẽ không bị hủy bỏ. Cô dựa vào điều gì? Không chỉ có Chu Dương, những người khác đều rất tò mò, họ nhìn Trần Hân, chờ cô nói tiếp.
Vì Trần Hân lựa chọn phát biểu vào thời điểm này, nên cô ắt hẳn đã có suy nghĩ của riêng mình, nếu đã như vậy, mọi người cũng đồng ý tiếp tục lắng nghe. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Vương Vĩ là khó chịu, thậm chí là không thoải mái lắm. Bây giờ là, ván cờ, giữa ông ta và Chu Dương, một đứa nhóc như cô, nói như vậy là có ý gì? Người khác không biết, thậm chí là biết đi chăng nữa, cũng không muốn nói ra, nhưng Vương Vĩ thì biết rất rõ. Một cô nhóc như cô, có thể nói ra lời như vậy, lại còn là lúc mọi người không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Vậy thì khả năng duy nhất chính là cô có thể lên biểu diễn thay cho Khổng Huy. Hơn nữa, Vương Vĩ biết một vài thông tin về Trần Hân, cô con gái duy nhất của Trần Thế Hào, tất nhiên cũng có khá nhiều tài nghệ. Thậm chí Vương Vĩ từng nghe nói, Trần Hân đã từng biểu diễn trong buổi lễ khai giảng ở trường Đại học Đông Hải. Sau khi tổng hợp những chi tiết nhỏ này, Vương Vĩ đã biết mọi việc tồi tệ đến mức nào. Nếu thật sự để Trần Hân lên biểu diễn thay, vậy thì Khổng Huy sẽ thật sự trở nên vô dụng, hoàn toàn không còn lợi ích gì. Thậm chí, sự bất mãn của Vương Vĩ về Chu Dương, có thể khiến cho Chu Dương đề cao cảnh giác, từ đó dàn xếp mọi thứ. Sao cô lại biết nó sẽ không bị hủy, một cô nhóc như cô thì biết cái gì? Còn không mau lui xuống. Vương Vĩ đảo mắt, quyết định giành thế chủ động, mắng Trần Hân một trận. Ngay lúc này, ông ta không quan tâm đến việc cô ấy là con gái của Trần Thế Hào, chỉ khi Trần Hân không phá rối, vậy thì Vương Vĩ mới chiếm được ưu thế trước mặt Chu Dương, buộc Chu Dương phải thừa nhận sai lầm của mình, hoặc nhượng bộ ông ta. Khoan đã, Trần Hân, em có suy nghĩ gì thì cứ nói thẳng ra, nếu như khả thi, anh sẽ đồng ý. Tuy nhiên, Chu Dương đưa tay ra ngăn cản Vương Vĩ, anh mỉm cười với Trần Hân, tỏ vẻ khích lệ. Chu Dương biết rằng, Trần Hân phát biểu vào thời điểm này, ắt hẳn cô đã có dự định riêng của mình. Điều quan trọng hơn, mặc dù Chu Dương đã có ý tưởng, nhưng thời gian bây giờ khá vội, muốn thực hiện nó sẽ khá khó khăn. Chu Tổng, cái này, e rằng không phù hợp lắm. Sắc mặt Vương Vĩ bỗng chốc trở nên khó coi, do dự ngập ngừng nói. Không có gì là không phù hợp, nếu Khổng Huy đã không thể tham gia buổi diễn, vậy thì đương nhiên phải tìm cách giải quyết, ông có ý tưởng nào khác sao? Chu Dương hờ hững nhìn Vương Vĩ, cũng không quan tâm ông ta sẽ có phản ứng nào khác, anh nhìn thẳng vào Trần Hân, đợi chủ ý của cô. Anh Chu Dương, hoạt động đêm vọng lễ em biết, chẳng qua chỉ là biểu diễn ca hát, em có thể lên sân khấu. Hơn nữa trước đây trong buổi khai giảng ở trường Đại học Đông Hải, anh cũng đã nghe em hát, đã biết khả năng của em không có vấn đề gì. Trần Hân cười nói, nhẹ nhàng tiến lên hai bước, đi đến trước mặt Chu Dương, khẽ ngước đầu lên nhìn Chu Dương với nụ cười xinh xắn trên gương mặt. Hơn nữa, em là một cô gái, em biết suy nghĩ của các cô gái về việc lựa chọn thương hiệu mỹ phẩm, em có thể cho họ những gợi ý tốt hơn, càng huống hồ. Không lẽ anh Chu Dương không cảm thấy các sự kiện như thế để các cô gái biểu diễn sẽ phù hợp hơn sao? Trần Hân mỉm cười, thoải mái, tự nhiên. Ngay khi vừa dứt lời, bầu không khí trở nên yên lặng. Đến cả Vương Vĩ cũng lặng yên, không nói gì. Chương 513, chọn người thay thế, 2. Trần Hân đã nói đến mức này, thậm chí còn dũng cảm đứng ra, tỏ ý bản thân muốn lên biểu diễn thì những người khác còn có thể nói gì? Phản đối ư? Vậy bạn có thể đưa ra một phương pháp tốt hơn không? Vì thế, trước mắt chỉ có một lựa chọn là đồng ý. Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, thậm chí là Giang Yến, chị Linh đều tròn mắt lần lượt nhìn Trần Hân. Không ngờ nhỉ, vậy mà tôi lại quên chuyện này chứ, người đẹp Trần Hân của chúng ta là người đa ta đa nghệ, mấy bài hát còn con, căn bản không có vấn đề gì, tôi thấy cũng được, nếu không có ý kiến nào khác, vậy Tiểu Hân em đi chuẩn bị một chút đi. Thẩm Bích Quân mỉm cười kéo bả vai của Trần Hân, nhẹ nhàng nhéo một cái lên khuôn mặt cô, trong đáy mắt lóe lên sự thích thú. Chu Dương, anh thấy sao? Sau đó, Thẩm Bích Quân lại ngẩng đầu hỏi Chu Dương. Dù sao, tình hình bây giờ ít nhiều gì mọi người cũng có thể nhìn ra. Không vấn đề, thời gian bây giờ còn có mấy phút, Trần Hân em còn cần chuẩn bị gì nữa không? Trần Hân gật đầu, nhìn đồng hồ, nhỏ giọng đáp lời. Đối với trình độ của Trần Hân, Chu Dương cũng không nghi ngờ gì. Trước đây tại buổi lễ khai giảng của trường Đại học Đông Hải, đúng là Trần Hân đã hát một bài, hơn nữa trình độ vô cùng tốt. Huống hồ, sắp bắt đầu hoạt động đêm Giáng sinh, cũng không phải hoạt động cỡ lớn gì, cần tiêu chuẩn cao bao nhiêu, với trình độ của Trần Hân cũng đủ để đảm nhiệm. Càng thêm chuyện Trần Hân vừa nói cũng có đạo lý. Một cô gái, biểu diễn trong một hoạt động thế này,
đương nhiên sẽ có sức hút hơn so với đàn ông. Suy cho cùng, người hiểu con gái nhất, vẫn là con gái. Mọi người đều không còn ý kiến gì chứ. Nếu đã như vậy, thì mau chóng chuẩn bị thôi. Chu Dương liếc mắt nhìn mấy người Vương Vĩ, sau đó tầm mắt cuối cùng cũng rơi trên người Khổng Huy. Còn về người này, về sau tôi không muốn nhìn thấy anh ta nữa. Nói xong, Chu Dương đưa Trần Hân đi làm công tác chuẩn bị cuối cùng. Mặc dù chỉ là một hoạt động mô hình nhỏ, nhưng những chuẩn bị cơ bản vẫn cần có, đặc biệt là những vật phối hợp trên trang phục. Trước đây vì người biểu diễn được định sẵn là Khổng Huy, là một người đàn ông, vì thế trang phục mà đám người Vương Vĩ bọn họ chuẩn bị, đều là trang phục của nam. Nhưng trang phục thế này, chắc chắn Trần Hân không thích hợp để mặc. Có điều, cũng may trong mấy người Vương Vĩ, Diệp Phương đã đưa ra cách nghĩ của mình, cô phụ trách sắp xếp trang phục của người trình diễn lần này. Ngoại trừ trang phục ban đầu của Khổng Huy, Diệp Phương còn chuẩn bị một vài trang phục khác nữa. Vừa hay Trần Hân có thể dùng đến. Cộng thêm, cơ thể Trần Hân mặc vào không tầm thường, tất cả phụ kiện trên dưới cơ thể cũng thỏa đáng, rất thích hợp với buổi trình diễn trong hoạt động đêm Giáng sinh thế này. Chẳng mấy chốc trong chi nhánh của thành phố Liễu, chỉ còn lại hai người Vương Vĩ và Khổng Huy, những người khác toàn bộ đều đang thực hiện công tác chuẩn bị cuối cùng. Hừ! Vương Vĩ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng buồn bực, nhưng nhiều hơn chính là kiêng dè và lo lắng. Ông ta biết, sự âm thầm tranh đấu mập mờ giữa mình và Chu Dương vừa nãy, có lẽ những người khác không nhìn ra, nhưng chắc chắn Chu Dương đã biết được đôi chút. Chỉ là không biết Chu Dương sẽ xử lý thế nào, có trực tiếp vạch mặt hay không, nếu là như vậy, Vương Vĩ cả thấy bản thân căn bản không kiếm được chút lợi ích nào, thậm chí rất có khả năng ngay cả chi nhánh thành phố Liễu này, cũng có thể rơi vào tay Chu Dương. Đáng ghét, tôi nhất định phải khiến cậu ta không được chết một cách tử tế. Khổng Huy co rút ngồi mệt mỏi trên kệ hàng, đau đến mức run rẩy, thấy mọi người đã đi gần hết, đột nhiên hắn khẽ cười, phát ra tiếng ha ha lạnh lùng. Mau đỡ tôi dậy, đưa tôi đến bệnh viện. Khổng Huy nhìn thấy Vương Vĩ còn sững sờ ở bên cạnh, trong lòng không khỏi tức giận. Bản thân có lòng tốt giúp đỡ Vương Vĩ, đến một nơi nhỏ bé tham gia trình diễn, nhưng lại gặp phải kiểu đối đãi này. Vì nể mặt Vương Vĩ, Khổng Huy đến một mình cũng không mang theo trợ lý và vệ sĩ. Nếu không, Chu Dương không tôn trọng mình như vậy, Khổng Huy liền có thể kêu vệ sĩ của mình trực tiếp đánh phế Chu Dương. Một ông chủ còn con của công ty nhỏ, vậy mà lại dám khua tay múa chân với mình, thậm chí còn nói năng lỗ mãng, người như vậy đương nhiên phải trừng trị. Có điều, vừa nghĩ đến mấy người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, trong lòng Khổng Huy liền cảm thấy dạo dực. Mấy người đẹp này, nằm ngoài dự đoán của Khổng Huy. Thậm chí lúc ban đầu Vương Vĩ đến tìm, nói có cả người đẹp, Khổng Huy bán tín ban nghi, dù sao Khổng Huy cũng cảm thấy với thẩm mỹ của Vương Vĩ, rất có thể người đẹp mà ông ta nhận định, trong mắt mình cũng chỉ là một người tầm thường. Nhưng mấy người Thẩm Bích Ngọc, lại khiến trong lòng Khổng Huy thích thú. Người đẹp tuyệt đối. Thậm chí, Khổng Huy thầm nghĩ, mấy người đẹp này, so với những người đẹp mình nhìn thấy ở thủ đô, còn hoàn mỹ hơn, dường như không chút tì vết. Vương Vĩ, cái người tên là Chu Dương kia, lại dám ra tay với tôi, đây là tay cậu ta ra tay trước, anh đừng trách tôi không giữ thể diện cho anh, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho mình. Còn mấy người đẹp kia, đợi sau khi tôi dạy dỗ tên Chu Dương xong, tôi sẽ lại hẹn bọn họ ra, đến lúc đó, he he. Khổng Huy cười nhếch mép, đột nhiên tác động đến vết thương trên người, nhất thời cơn đau trở lại, phát ra tiếng kêu rên, ư ư. Vương Vĩ thấy vậy, trong lòng càng thêm thất vọng. Nhưng ông ta cũng không trực tiếp nói rõ về thực lực và địa vị của Chu Dương với Khổng Huy. Nếu nói vào lúc này, vậy sau khi Khổng Huy trở về, điều tra sơ lược một chút thì có thể biết, nhất định sẽ sinh ra oán hận mình, cho rằng là mình đã hại anh ta. Nếu đã như vậy, chỉ bằng để cho Khổng Huy cứ mãi căm thù Chu Dương. Dẫu sao, Khổng gia thành phố Liễu tỉnh Tương Tây, cũng là một gia tộc vô cùng có thực lực, với tính cách của Khổng Huy, thậm chí Vương Vĩ cũng có thể đoán sau khi hắn trở về, sẽ làm gì. Đừng nói nữa, tôi đưa anh đến bệnh viện trước đã, hai. Bảo anh cẩn thận một chút, vậy mà lại ngang nhiên động tay động chân với Thẩm Tổng trước mặt nhiều người như vậy, nói ra thì đúng là tại anh không tốt. Vương Vĩ giả vờ giả vịt nói, rồi dìu Khổng Huy đi về bãi đỗ xe, ông ta cũng không dự định tham gia hoạt động đêm Giáng sinh nữa. Dù sao, nếu như thật sự là Trần Hân lên biểu diễn, căn bản sẽ không xảy ra vấn đề gì, thậm chí sẽ có hiệu quả tốt hơn so với Khổng Huy biểu diễn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến 7 giờ tối.
Lúc này, xung quanh sân khấu nhỏ bên ngoài chi nhánh thành phố Liễu, mọi người đã vây kín từ sớm. Vừa nhìn qua, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Mặc dù sân khấu khá nhỏ, nhưng với việc tuyên truyền chi nhánh thành phố Liễu của công ty Danh Dương trước đây, người dân nơi này đều biết chi nhánh cửa hàng tại thành phố Liễu sẽ khai trương vào ngày mai. Cộng thêm tối này là đêm Giáng sinh, người ra ngoài vô cùng đông, đương nhiên nhìn thấy sẽ bị sân khấu ở đây thu hút. Đi thôi, đừng căng thẳng, anh tin em. Mấy người Chu Dương ở sau sân khấu, xuyên qua rèm cửa nhỏ, nhìn thấy không khí sôi nổi bên ngoài, khẽ mỉm cười động viên Trần Hân. Cố lên, Tiểu Hân, chị xem trọng em. Thẩm Bích Quân cũng lập tức ôm lấy Trần Hân, kèm theo một lời khích lệ bên tai Trần Hân. Cố lên, cố lên. Tạ Linh Ngọc, Giàng Yến, chị Linh, Diệp Phương những người khác cũng động viên khích lệ Trần Hân. Trần Hân nhìn mọi người, hít một hơi thật sâu, cuối cùng đặt tầm mắt lên người Chu Dương, khuôn mặt đầy phấn chấn. Em đi đây. Chương 514, hoạt động đêm Giáng sinh. Sao lại không có ai? Đúng vậy, tuyên truyền nói rằng hoạt động bắt đầu lúc 7 giờ, lúc này đã 7 giờ hơn rồi, tại sao vẫn chưa có ai xuất hiện? Không phải là cho chúng ta leo cây chứ? Chuyện này là không thể, nghe nói ngày mai chi nhánh thành phố Liễu khai trương, hoạt động đêm Giáng sinh đêm nay chỉ là một món khai vị, có lẽ sẽ không lừa chúng ta đâu. Đến 7 giờ 2 phút tối, không có ai trên sân khấu nhỏ trước cửa chi nhánh thành phố Liễu. Ngoại trừ một vài thiết bị bày ra ở đó, thì không hề có một bóng người xuất hiện. Lúc này khiến mọi người xung quanh tức giận. Rõ ràng nói sẽ bắt đầu lúc 7 giờ, nhưng lúc này đã hơn 7 giờ, vẫn không có ai xuất hiện, đây là có ý gì? Xem thường mọi người sao? Lúc đầu chỉ một hai người phàn nàn, về sau càng nhiều người tỏ ra rất khó chịu. Xuyệt! Một số người thậm chí còn la hét, bày tỏ sự thất vọng với các hoạt động đêm vọng lễ. Tuy nhiên, đúng 7 giờ 3 phút, Trần Hân đã bước từ hậu trường lên sân khấu, đám đông vây quanh lập tức yên tĩnh lại. Mọi người nhìn chằm chằm vào cô gái vừa lên sân khấu, cô gái này trông giống như một thiên thần, mọi người không dám nói gì nữa, thậm chí không phát ra âm thanh nào, vì sợ rằng nó sẽ làm phiền Trần Hân, khiến cho cô gái nhỏ giật mình. Nhưng trong vài giây yên tĩnh, một số người không nhẫn nhịn được, cô gái này quả thực quá xinh đẹp, so với những người đẹp mà họ từng gặp, thì căn bản những người đẹp đó đều không thể so sánh được, không cùng đẳng cấp. Ôi chúa ơi, tôi đã thấy gì? Không ngờ lại được nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy ở đây. Ha ha, thật đáng giá. Người anh em, cẩn thận nếu bạn gái của anh mà nghe thấy, thì có khi sẽ chia tay với anh đó. Ha ha, sợ gì chứ? Không ngờ ra ngoài giúp người yêu mua đồ thôi, mà lại có thể gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy, hoàn toàn đáng giá. Tôi đã quyết định, ngày mai tôi sẽ quay lại đây để mua một bộ mỹ phẩm cho bạn gái, nói không chừng lại còn có thể gặp lại cô gái xinh đẹp này. Ha ha, tôi cũng có dự định như vậy, đúng là đáng giá mà. Tuy nhiên, không biết người đẹp này cất giọng hát thì sẽ như thế nào, nhìn bộ dạng này của cô ấy có lẽ là sẽ hát đấy, không ngờ chi nhánh thành phố Liễu lại có thể tung ra chiêu lớn như thế này, tìm được một người đẹp đến đây, cô gái này cũng không kém gì người đại diện hình ảnh của họ một chút nào. Mọi người kinh ngạc reo hò, ai nấy đều rất phấn khích. Đặc biệt là các chàng trai, họ thậm chí còn muốn nhảy lên sân khấu và đưa Trần Hân về nhà. Có điều may mắn thay, mọi người vẫn văn minh lịch sự, cũng có nhiều cô gái ở hiện trường, theo dõi bạn trai của họ, đồng thời cảnh giác với những người khác xung quanh, vì vậy không xảy ra tình trạng hỗn loạn hay chuyện ngoài ý muốn nào cả. Xin chào mọi người, tôi là Trần Hân. Tôi sẽ dẫn dắt mọi người trong hoạt động đêm Giáng sinh do chi nhánh công ty Danh Dương tại thành phố Liễu tổ chức. Lúc đầu Trần Hân hơi căng thẳng, đến giờ thì đã vơi bớt, cảm thấy thoải mái hơn. Đặc biệt là khi cô thấy đám đông điên cuồng nhiệt tình bên dưới sân khấu không hề xông lên, điều này khiến Trần Hân nhẹ nhõm hơn nhiều. Cô biết rằng một khi đám đông dưới kia quá phấn khích mà xông lên sân khấu, nhiều người như vậy, ngay cả khi có Chu Dương ở đây, e là cũng không thể ngăn cản được họ. Cho nên, nhìn thấy tình hình trước mắt, khiến cô ấy rất thoải mái. Hơn nữa, cô ấy không ngờ đám đông cũng yêu thích mình như vậy, từng người trước đó đều thở dài thế mà bây giờ đều đã trở nên phấn khích. Bầu không khí như vậy rất thích hợp cho các hoạt động đêm Giáng sinh. Giọng nói của Trần Hân rất dịu dàng và trong trẻo, ngay cả khi cứ nghe mãi như vậy thì cũng không khiến người nghe cảm thấy nhàm chán chút nào. Cho nên, Trần Hân vừa nói, nhiều người đã say sưa trong giọng nói của cô ấy, càng bị mê hoặc bởi Trần Hân trên sân khấu.
Như mọi người đã biết, công ty Danh Dương là một công ty mỹ phẩm có trụ sở chính tại Đông Hải. Nó cũng có một cửa hàng trụ sở ở tỉnh Tương Tây. Mỗi ngày đều có rất nhiều người đến mua mỹ phẩm. Trần Hân vừa nở nụ cười vừa nói, nhịp điệu của mỗi câu nói đều được kiểm soát rất tốt, giống như một người dẫn chương trình thực thụ, tâm trạng của khán giả xung quanh cũng tốt hơn nhiều. Khi Trần Hân nói càng lúc càng nhiều, thì khán giả bên dưới cũng đông hơn. Đồng thời, có nhiều người tò mò và háo hức về việc chi nhánh công ty Danh Dương khai trương ở thành phố Liễu. Đặc biệt là khi Trần Hân hát hai bài hát, sau đó bắt đầu giới thiệu một số mỹ phẩm phù hợp với các cô gái trẻ, khán giả bên dưới thậm chí còn điên rồ hơn, liên tục lớn tiếng hò hét tên Trần Hân nhiều lần. Trần Hân, Trần Hân, Trần Hân, Trần Hân, tôi yêu bạn. Vậy tốt quá rồi, tôi cứ cảm thấy làn da của tôi rất xấu, hóa ra là do tôi không chọn đúng loại mỹ phẩm. Ngày mai tôi phải mua vài bộ mỹ phẩm mới được, chồng ơi, nhớ lắng nghe cẩn thận, ngày mai nhất định phải mua được cho em đấy. Hả, không phải chứ, vợ à, mấy thứ này anh không hiểu biết lắm. Hừ, em không quan tâm, nếu anh không mua được nó, thì chúng ta sẽ ly hôn. Này này, hai người đừng sốt ruột, nghe nói một lát nữa sẽ có hoạt động trúng thưởng đó, những người tham gia sẽ có cơ hội giành giải, giải thưởng là một vài món đồ mỹ phẩm. Đều là những món đồ mà cửa hàng chi nhánh chuẩn bị bán vào ngày mai đó, đây là cơ hội tốt, nhất định không thể thất bại được. Không khí tại hiện trường càng lúc càng sôi động hơn, đám đông đến xem sôi động náo nhiệt. Thậm chí, sân khấu nhỏ phía trước chi nhánh thành phố Liễu hoàn toàn bị bao vây, con đường bên cạnh đã bị đám đông phủ kín, vươn cổ chen lấn vào bên trong, họ đều muốn nhìn xem người có giọng nói dễ nghe trên sân khấu có bộ dạng như thế nào. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có nhiều người như vậy. Lúc này, ở phía sau, Thẩm Bích Quân hơi lo lắng khi nhìn thấy tình hình bây giờ ở trước sân khấu. Mặc dù bầu không khí náo nhiệt này của mọi người vượt quá mong đợi của cô, nhưng tình huống này sẽ rất dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Mà một khi sự cố xảy ra, thì hàng trăm người này chắc chắn sẽ trở nên hỗn loạn. Vào thời điểm đó, không chỉ những người xem, mà ngay cả Trần Hân cũng sẽ gặp nguy hiểm. Với năng lực của mấy chục người họ, cũng rất khó để bảo vệ Trần Hân trong hoàn cảnh như vậy. Nếu thật sự xảy ra sự cố, thì các lãnh đạo như họ chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm, điều này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc khai trương chi nhánh thành phố Liễu vào ngày mai. Đừng lo lắng, tôi đã sớm chuẩn bị xong rồi. Cô cho rằng tất cả những người trong đám đông kia đều là người qua đường sao? Chu Dương đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ lên vai cô trấn an, cười nói, trên người anh toát ra một sự điềm tĩnh không ai so sánh được. Thẩm Bích Quân sững sờ một lúc, chớp mắt nhìn Chu Dương. Ý gì đây, anh còn có sắp xếp khác à? Sao tôi lại không biết? Không chỉ Thẩm Bích Quân, mà ngay cả Tạ Linh Ngọc và chị Linh cũng sững sờ nhìn Chu Dương. Trước khi bắt đầu hoạt động này, Chu Dương gần như vẫn luôn ở bên cạnh họ, cho nên không có cơ hội để sắp xếp một số biện pháp phòng ngừa khác. Đừng gạt mọi người nữa, mau nói đi. Thấy Chu Dương vẫn không có ý định nói gì, anh chỉ nhìn mình cười. Thẩm Bích Quân đẩy Chu Dương một cái, hạ thấp giọng, nhẹ nhàng nói với anh. Mọi người nhìn xem, mấy người đứng sát sân khấu đó, có phải một vài người nhìn trông rất quen mắt. Chu Dương nhún vai bất lực chỉ vào đám người đang vây quanh sân khấu. Bọn họ. Chương 515, màn biểu diễn tuyệt vời của Trần Hân. Mấy người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc nghe xong thì lập tức nhìn sang, phát hiện quả thực có mấy người trông quen mắt, nhưng trong thời gian ngắn không thể nhìn rõ rốt cục là ai. Ồ, người đó chẳng phải Ngưu Xuyên sao? Sao cậu ấy lại ở trong nhóm người đó? Đột nhiên Thẩm Bích Quân kinh ngạc kêu lên, chỉ vào người đàn ông trong nhóm người, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Theo hướng chỉ tay của Thẩm Bích Quân, mấy người Thẩm Linh Ngọc, Giang Yến và chị Linh cũng nhìn thấy Ngưu Xuyên, nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chả trách không thấy Ngưu Xuyên đâu, tôi còn tưởng cậu ấy ở trên khách sạn không xuống, không ngờ lại được anh sắp xếp vào trong nhóm người đó. Nếu vậy thì những người nhìn hơi quen mắt đó không phải cũng là anh nhờ đến chứ? Dường như Thẩm Bích Quân đã hiểu được sự sắp xếp của Chu Dương, liên tục gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Bọn họ đều là vệ sĩ của Trương gia, chẳng qua tôi chỉ mượn dùng một chút thôi, huống hồ dự án chi nhánh này chúng ta cũng hợp tác cùng Trương gia, bọn họ có trách nhiệm và nghĩa vụ cung cấp sự trợ giúp. Chu Dương cười nói, không tiếp tục giấu giếm nữa mà nói ra hết những sắp xếp của mình. Hóa ra lúc đầu, khi quyết định làm hoạt động đêm Giáng sinh thì Chu Dương đã sắp xếp xong cả rồi. Gọi điện cho ông Trương Thái Viêm tìm vài vệ sĩ của Trương gia để bảo vệ hoạt động đêm Giáng sinh dưới sự dẫn dắt của Ngưu Xuyên.
Thực tế, Chu Dương không dự liệu đến việc sẽ để Trần Hân biểu diễn trên sân khấu. Dù sao thì người trước đó Vương Vĩ đề nghị chọn cũng là Khổng Huy, mà Chu Dương lại không biết Khổng Huy là người như thế nào. Từ chỗ Vương Vĩ, Chu Dương biết rằng ở thành phố Liễu Khổng Huy cũng có độ nổi tiếng nhất định, cho nên để đề phòng việc ngoài ý muốn, Chu Dương mới chuẩn bị phương án này. Kết quả không ngờ, vượt ngoài dự đoán của mọi người, Trần Hân lại lên sân khấu biểu diễn. Nhưng nếu như vậy, Ngưu Xuyên và vệ sĩ của Trương gia lại càng có thể phát huy tác dụng của bản thân, duy trì sự ổn định của nhóm người. Một khi ai đó có hành động khác thường muốn chen lên sân khấu, đều sẽ bị Ngưu Xuyên hoặc vệ sĩ của Trương gia giữ lại. Chu Dương nói hết tất cả sắp xếp của mình xong, không chỉ Thẩm Bích Quân, Giang Yến và chị Linh nghe hiểu, mà mấy người Diệp Phương cũng đã rõ mục đích của anh. Lúc này, mười mấy người ai cũng nhìn Chu Dương với ánh mắt tràn đầy kính nể, đồng thời cũng hết sức ngưỡng mộ. Họ không ngờ Chu Dương lại có thể nghĩ đến nhiều việc như vậy, sớm đã làm tốt các biện pháp đề phòng. Mà điểm này là điều họ không thể ngờ đến. Nghĩ đến việc nếu Chu Dương không chuẩn bị biện pháp đề phòng trước, lúc này mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì không thể tưởng tượng nổi sẽ có hậu quả thế nào. Nhẹ thì những người lãnh đạo như họ sẽ bị khiển trách, gánh chịu trách nhiệm, khắc phục hậu quả. Nặng thì, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc khai trương chi nhánh công ty ở thành phố Liễu. Nếu như vậy, thì những gì họ bỏ ra trong khoảng thời gian này và tất cả khoản đầu tư giai đoạn trước sẽ lập tức trôi theo dòng nước. Chắc, ngay lập tức mọi người như hít phải một luồng khí lạnh, trong lòng bỗng nhiên rùng mình. Một giây sau, tất cả mọi người đều nhìn Chu Dương bằng ánh mắt cảm kích. Nếu không có sự sắp xếp trước của Chu Dương, thì dựa vào tình hình trước mắt này, nói không xảy ra chuyện ngoài ý muốn là không thể nào. Chỉ với những gì họ thấy, vài người đã có ý đồ náo loạn ở đây. Mà những người này sau một loạt động tác đã đột nhiên yên tĩnh lại. Lúc này mọi người vẫn chưa hiểu gì, tất cả đều nhờ công lao của Ngưu Xuyên và vệ sĩ của Trương gia. Không thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Yên tâm đi, tối nay sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn đâu, hơn nữa Trần Hân biểu diễn rất tốt, hiệu quả vượt ngoài dự đoán của chúng ta. Chu Dương nhìn thấy phản ứng của tất cả mọi người, anh khẽ cười nói, cũng không trực tiếp tự khen mình, mà quay đầu nhìn Trần Hân ở trên sân khấu. Tình hình trước mắt đối với họ mà nói, hoạt động này được xem như khá thành công. Nhưng đối với Trần Hân, rất có thể đây mới chỉ là bắt đầu. Bởi vì lần này, giai đoạn đầu chỉ có một mình cô ấy hát, không có gì khó khăn. Mà tiếp theo Trần Hân cần làm một vài hoạt động đã sắp xếp trước, cho khán giả ở hiện trường tương tác lẫn nhau. Mà giải thưởng chính là sản phẩm mỹ phẩm của công ty Danh Dương, mỗi bộ giá trị cũng không ít. Tuy nhiên, năng lực biểu hiện và năng lực khống chế sân khấu của Trần Hân thật sự nằm ngoài dự đoán của Chu Dương. Toàn bộ hoạt động trong 3 tiếng đồng hồ, dường như Trần Hân không hề ngừng nghỉ, chỉ có vài lần Trần Hân vào hậu trường uống vài ngụm nước. Dù sao nói và hát trong thời gian dài chắc chắn sẽ có áp lực rất lớn với cổ họng. Trần Hân không chỉ thành thạo ở tiết mục biểu diễn cá nhân mà thậm chí trong phần hoạt động tương tác, cô ấy cũng rất có kinh nghiệm, mỗi một quá trình đều làm gần như hoàn hảo. Nhất là lúc thực hiện phần hoạt động tương tác đầu tiên, có người rút thăm được 3 bộ mỹ phẩm của công ty Danh Dương, giá trị vượt quá 3.000 tệ, càng khiến không khí ở hiện trường được đẩy lên cao trào. 3 tiếng đồng hồ, trong lời nói nhỏ nhẹ của Trần Hân, hoạt động đêm Giáng sinh dần hạ màn. Nhưng khán giả vây quanh sân khấu cũng không rời khỏi đó ngay. Dù là những người làm hoạt động hay những người rút thăm được giải thưởng cũng không bỏ về luôn. Tất cả họ đều nhìn Trần Hân, gào thật to bảo Trần Hân hát một bài hát cuối cùng. Tâm trạng kích động của mọi người đã khiến Trần Hân cảm động, cô ấy cũng không từ chối, hát tặng một bát hát cuối cùng cho mọi người, sau đó mới thả lỏng thân thể, hơi mệt mỏi đi vào hậu trường. Khán giả nhìn thầy Trần Hân rời đi. Vẻ cuồng nhiệt trên gương mặt mỗi người vẫn chưa hoàn toàn biết mất, cứ quanh quẩn tại chỗ hy vọng còn có thể vô tình gặp được Trần Hân. Lúc này, Trần Hân đến hậu trường lập tức nằm nhoài trên ghế, nhìn cô vô cùng uể oải, thể xác và tinh thần đều mệt. Vẫn ổn chứ? Thẩm Bích Quân bưng một ly trà nóng đến trước mặt Trần Hân, đưa ly trà vào tay Trần Hân sau đó đi về phía sau lưng Trần Hân, đặt tay lên vai cô ấy bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Không cần Trần Hân nói. Mọi người cũng cảm nhận được một hoạt động đêm Giáng sinh suốt 3 tiếng đồng hồ tuyệt đối không phải là một việc dễ dàng. Nhất là đối với một cô gái gầy nhỏ như Trần Hân, bất kể về thể lực hay tinh thần, đều là áp lực vô cùng lớn. Trần Hân uống một ngụm trà nóng, thở phào một hơi, lúc này mới gật đầu cười với Chu Dương giống như bàn giao xong nhiệm vụ.
trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đi, vừa nãy em làm rất tốt, vô cùng lợi hại. Chu Dương cười nói, giơ ngón cái, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Trần Hân. Trần Hân hơi chợp mắt, khẽ hừ một cách hưởng thụ, nhìn rất giống một con mèo con được an ủi thỏa mãn. Khi Trần Hân mở mắt ra, trong đôi mắt không còn vẻ mệt mỏi, nhìn vô cùng sáng ngời, giống như sự khẳng định của Chu Dương đối với cô quan trọng hơn bất cứ điều gì, thậm chí có thể quét hết mệt mỏi trong người cô. Anh Chu Dương, em không mệt lắm đâu, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô. Trần Hân mỉm cười nói, lộ ra hai má lúm đồng tiền rất sâu, hết sức xinh đẹp. Nhưng em cũng không ngờ hôm nay lại có nhiều người như vậy, em còn lo sẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn nữa, em đã nhìn thấy vài người muốn xông lên sân khấu rồi, nhưng lại bị người khác cản lại. Trần Hân đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhẹ nhẹ vỗ ngực, sau khi nói xong cảm thấy hơi sợ hãi. Chương 516, tìm ai? Anh Dương. Đúng lúc này, Ngưu Xuyên đã làm xong công tác bảo vệ chậm rãi đi đến, chuẩn bị báo cáo cho Chu Dương nhiệm vụ đã hoàn thành. À, là anh Ngưu Xuyên. Trần Hân đã nhận ra Ngưu Xuyên. Lúc này đầu Ngưu Xuyên đội một chiếc nón hip hop, trên người mặc một chiếc áo lông vũ cực lớn, cả khuôn mặt gần như núp trong áo, không nhìn kỹ thì thật sự là không nhận ra. Trước kia Trần Hân đã từng gặp Ngưu Xuyên, có điều vì trên sân khấu, khoảng cách giữa cô và Ngưu Xuyên khá xa, cho nên trong thời gian ngắn không thể nhận ra. Nhưng kể cả khi Ngưu Xuyên đã đi xuống hậu trường, chưa lên tiếng thì Trần Hân vẫn không biết. Cô bỗng hiểu ra những điều dị thường ở dưới sân khấu. Trần Hân mở tròn đôi mắt nhìn Chu Dương, trong đó ngập tràn ánh sao, có một loại cảm giác vui vẻ hạnh phúc vì bản thân được bảo vệ. Xem ra, anh Chu Dương quả nhiên là lo lắng cho mình, còn bảo anh Ngưu Xuyên ở trong đám người bảo vệ mình. Trong lòng Trần Hân lúc này chỉ có ý nghĩ như vậy, cực kỳ đơn thuần. Xì, được rồi, Tiểu Hân, em không cần phải lúc nào cũng khen anh Chu Dương của em, biểu hiện của em hôm nay tốt như vậy. Chị nên thưởng gì cho em đây? Thẩm Bích Quân buông lỏng tay, cười nói, liếc nhìn Trần Hân và Chu Dương, xác nhận giữa hai người không hề phát sinh chuyện gì, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Trần Hân trẻ tuổi, hơn nữa còn đa tài đa nghệ, cộng thêm sự tồn tại của Trần Thế Hào, so sánh mà nói, cũng đã đủ để thu hút sự chú ý của Chu Dương. Nếu Chu Dương có tình ý gì với Trần Hân đi chăng nữa thì cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng theo quan sát của Thẩm Bích Quân, phát hiện Chu Dương chỉ coi Trần Hân như em gái, nên cô cũng cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ cần không có bất cứ tình cảm nào khác, thì mọi người đều dễ nói chuyện, vẫn là chị em thân thiết. Chị Thẩm, chị cũng không cần khen em đâu, em chỉ giúp một việc nhỏ thôi mà. Trần Hân nghe Thẩm Bích Quân nói như vậy, liền ngượng ngùng không thôi, lập tức cúi thấp đầu xuống, thực tế thì khóe miệng lại hơi nâng lên, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Có thể được Thẩm Bích Quân công nhận. Chứng tỏ mình không phải là người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không phải không giúp ích gì được cho anh Chu Dương. Được rồi, hoạt động đêm Giáng sinh xem như đã kết thúc tốt đẹp, hiện giờ còn một vấn đề, đó là lễ khai trương ngày mai, nếu như thực sự không được, tôi cảm thấy có thể hủy bỏ phân đoạn diễn xuất, dù sao, cái đó cũng không bắt buộc, hơn nữa hoạt động ngày hôm nay tôi nghĩ như vậy là được rồi. Chu Dương cười nói, vỗ tay, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Lời này của anh, khiến cho không ít người rơi vào suy tư. Thật ra, hoạt động đêm Giáng sinh này rất hoàn hảo, bọn họ không thể tìm ra một khuyết điểm nào. Nhưng lễ khai trương ngày mai còn quan trọng hơn nhiều so với hoạt động đêm Giáng sinh hôm nay. Bất kể là đối với công ty Danh Dương hay đối với phía đối tác bọn họ, đều không thể thiếu đi một phân đoạn. Mà lúc trước, phân đoạn diễn xuất này cũng đã sắp xếp xong, vốn dĩ dự định để Giang Yến biểu diễn, tùy ý hát một bài, hoặc là khiêu vũ một đoạn. Dù sao, số người biết được thân phận của Giang Yến cũng không nhiều, theo bọn họ, nếu Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty Danh Dương, thì lúc khai trương chi nhánh thành phố Liễu, biểu diễn một lát là nghĩa vụ dĩ nhiên, sẽ không có vấn đề gì. Thế nhưng, Chu Dương nói ngày mai Giang Yến không thể tham dự lễ khai trương, khiến cho sự sắp xếp và kế hoạch của mọi người bị đảo lộn một phen. Bây giờ, Khổng Huy cũng bị Chu Dương loại bỏ thẳng thừng. Kế hoạch của mọi người lại bị Chu Dương đảo lộn lần nữa. Chu Tổng, nếu như hủy bỏ phân đoạn biểu diễn, thế thì cả buổi lễ khai trương sẽ bị trống rỗng, thiếu sôi động. Diệp Phương do dự một lát, vẫn đứng ra nói. Bây giờ Vương Vĩ không có ở đây, cô là cổ đông thứ hai, hiển nhiên phải nói giúp bên đối tác. Tuy rằng trước đây cô đã nhắc nhở Chu Dương, nhưng nói cho cùng, cô vẫn có lợi ích chung với những đối tác còn lại. Ừ, nói như vậy.
tôi có thể tìm người tới hỗ trợ. Nghe thấy lời này của Diệp Phương, quả thật trong lòng Chu Dương hơi mơ hồ, bởi vì vốn dĩ anh không muốn để Giang Yến ra mặt. Dù sao, Giang Yến vừa mới thoát khỏi bế tắc, tâm lý vẫn chưa ổn định, một khi tìm Giang Yến tới biểu diễn có khả năng sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Có điều lúc này, Chu Dương đột nhiên nghĩ đến nhóm nhạc Rocket Girl. Lúc trước, Rocket Girl tổ chức buổi biểu diễn ở Trường Sa, sau này cũng ở tỉnh Tương Tây trình diễn thêm vài lần, dựa theo lộ trình hiện giờ, bọn họ chắc vẫn đang ở tỉnh Tương Tây. Nếu như có thể được, vẫn có thể mời bọn họ tới giúp. Đương nhiên, đây coi như là hoạt động thương nghiệp bình thường, nên trả bao nhiêu thù lao, Chu Dương cũng sẽ không trả thiếu một đồng. Ai vậy? Lúc này, hiển nhiên Thẩm Bích Quân cũng nghĩ tới điều gì đó, cô nghiêm túc nhìn Chu Dương. Mấy người Tô Hiểu Manh chắc bây giờ vẫn còn ở tỉnh Tương Tây, lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại hỏi xem, cứ dựa theo quy trình hoạt động thương nghiệp bình thường mà tính, hẳn là không có vấn đề gì. Chu Dương trầm giọng nói. Thật ra anh cũng không muốn làm phiền Rocket Girl, nhưng lúc này, hiển nhiên có nhóm nhạc Rocket Girl đứng ra biểu diễn thì quá tốt. Nhưng trong lòng Chu Dương vẫn hơi lo lắng. Trước đây ở Trường Sa, mấy cô gái Rocket Girl đã gặp mấy tên côn đồ tập kích bắt cóc. Lần đó, nếu như không phải có anh và Ngưu Xuyên, thì ba cô gái rất có khả năng đã rơi vào tay của bọn bắt cóc, gặp phải nguy hiểm. Cho nên sau này, cả nhóm Rocket Girl đều cực kỳ cẩn thận, ra ngoài đều hết sức bảo mật. Rocket Girl. Diệp Phương đột nhiên kinh ngạc hô lên. Cô không ngờ, Chu Dương vừa lên tiếng liền muốn tìm Rocket Girl tới giúp đỡ. Mà Diệp Phương lúc này mới nhớ ra, quan hệ giữa Chu Dương và Rocket Girl vô cùng tốt đẹp. Trước đây thời gian ở Đông Hải, bọn họ hết sức thân thiết, ở Tương Tây, bọn họ còn gặp nhau vài lần. Nếu như buổi lễ khai trương ngày mai Rocket Girl đến biểu diễn, thì độ hot nhất định sẽ rất cao, nhất định sẽ gây nên chấn động, nói vậy thì hiệu quả tuyên truyền sẽ cực kỳ tốt. Chu Tổng, nếu như Rocket Girl có thể đến thì tốt quá, tính theo giá thương nghiệp thông thường, chúng ta sẵn lòng trả gấp đôi. Diệp Phương vươn hai ngón tay, vô cùng kiên quyết không chút do dự. Các đối tác khác cũng chỉ lưỡng lự trong chớp mắt, nhìn thấy Diệp Phương kiên quyết như vậy cũng không lên tiếng phản đối. Chu Dương, hay là để tôi biểu diễn cũng được. Đột nhiên, Giang Yến đi ra, nhìn Chu Dương với ánh mắt áy náy. Giang Yến nghe được 7-8 phần, trong lòng cũng đã hiểu rõ mọi việc. Chu Dương lo lắng cho cô, không để cô ra mặt, đề phòng phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Thế nhưng Giang Yến cảm thấy, nếu như cô trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty Danh Dương, cũng đã ký hợp đồng, thì phải dựa theo điều kiện hợp đồng để thực hiện. Theo kế hoạch trước đây của mọi người, lễ khai trương ngày mai cần người đại diện hình ảnh như cô đứng ra biểu diễn, theo lý mà nói thì cô không nên từ chối. Chương 517, Khổng Huy trả thù. Tôi biết là anh lo lắng cho tôi, nhưng bây giờ tôi tốt hơn nhiều rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Giang Yến nhẹ giọng nói. Không được. Nhưng một giây sau, Chu Dương còn chưa lên tiếng, chị Linh đã là người đầu tiên đứng ra phản đối, còn kéo thẳng Giang Yến ra sau lưng mình, lườm mắt nhìn Chu Dương. Tiểu Yến à, em bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục, tuyệt đối không thể ra mặt, em nghĩ thử xem, nếu như ngày mai bọn họ đột nhiên xuất hiện kiếm chuyện, em sẽ thế nào? Chị không thể để em chịu kích động nữa. Giọng chị Linh trầm thấp, hơn nữa rất cương quyết, không thể thay đổi. Đám người Diệp Phương chưa từng gặp chị Linh, không biết cô là ai, cô ấy dám nói chuyện như vậy với Giang Yến, thậm chí còn quyết định thay Giang Yến. Nhưng họ phản ứng rất nhanh, dáng vẻ của chị Linh này, còn cả trạng thái này nữa, có lẽ là quản lý của Giang Yến. Suy cho cùng, dựa vào vẻ xinh đẹp của Giang Yến, cho dù là người mẫu, diễn viên hay ngôi sao, có người quản lý cũng là chuyện hết sức bình thường. Chị Linh, nhưng mà em... Giang Yến muốn phản bác, nhưng chị Linh không cho cô cơ hội. Chu Dương, cậu nói thử xem, ngày mai Giang Yến có thể ra mặt hay không? Chị Linh không để Giang Yến nói chuyện, mà lại nhìn chằm chằm Chu Dương, trực tiếp uy hiếp. Ừ, tốt nhất vẫn không nên ra mặt, dù sao tôi đã tìm nhóm Rocket Girl đến, cũng đủ để ứng đối với tình hình ngày mai. Giang Yến, cô cứ nghỉ ngơi thật tốt đi. Chu Dương cười nói, trấn an Giang Yến. Đồng thời, Chu Dương nhìn chị Linh, mỉm cười, con người chuyển động, dùng ánh mắt trao đổi với chị Linh. Dẫu sao, vừa nãy bọn họ ở trong phòng khách sạn, đã trao đổi bằng ánh mắt rất lâu. Nghe Chu Dương nói vậy, Giang Yến im lặng, không lên tiếng nữa. Chu Dương và chị Linh thấy thế, cho là Giang Yến cũng đã ngấm ngầm chấp nhận, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ vẫn thực sự lo lắng, nếu ngày mai Giang Yến đến tham dự lễ khai trương, người Giang gia tới kiếm chuyện, rất có thể khiến Giang Yến lại rơi vào bế tắc. Lần trước, nhờ Thẩm Bích Quân giúp đỡ khuyên bảo, Giang Yến mới nhẹ nhõm mà buông bỏ. Thế nhưng lần thứ hai, chẳng ai dám bảo đảm, có thể khiến Giang Yến nhẹ nhàng mà buông xuống lần nữa hay không. Sợ là đến cả Thẩm Bích Quân, cũng không nắm chắc. Được rồi, hoạt động tối nay vô cùng thành công, mọi người nhanh chóng về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho lễ khai trương ngày mai. Chu Dương vỗ tay, dặn dò mọi người quay về nghỉ ngơi. Dù sao thì sự kiện đêm Giáng sinh đã kết thúc, hiện giờ cũng muộn lắm rồi, mà ngày mai là lễ khai trương quan trọng nhất, vì vậy việc cần thiết nhất là nghỉ ngơi. Nghe lời này của Chu Dương, mọi người nhanh chóng rời đi, quay về khách sạn nghỉ ngơi. Sân khấu nhỏ cũng được một vài nhân viên không quan trọng tiến hành tháo dỡ, để lại không gian thuận tiện cho buổi lễ khai trương vào ngày mai. Một đêm yên bình. Hôm sau, Chu Dương dậy rất sớm. Tối qua sau khi về khách sạn, anh gọi cho chị Dương là người đại diện của Rocket Girl, hỏi thăm tình hình gần đây của ba cô gái, đồng thời cũng nói ra chuyện của mình, xem thử ba người họ có thời gian hay không. Mà câu trả lời của chị Dương khiến Chu Dương vô cùng kích động. Hóa ra, Rocket Girl mấy ngày nay vừa đúng lúc đang ở ngay gần thành phố Liễu tổ chức buổi hòa nhạc mà hôm qua chính là buổi cuối cùng, sau khi kết thúc, họ sẽ chuẩn bị về thủ đô. Sau khi nghe chuyện của Chu Dương, chị Dương lập tức quyết định, ngày mai sẽ nhanh chóng đưa ba cô gái đến thành phố Liễu. Đối với giá trị thương mại Chu Dương đưa ra, chị Dương không hề phản bác. Suy cho cùng đám nhân viên bọn họ chính là dựa vào các hoạt động thương mại để kiếm cơm. Đối phương đưa ra thù lao càng nhiều, số tiền hoa hồng bọn họ có thể nhận được càng cao. Chưa kể, dựa vào mối quan hệ giữa Chu Dương và ba cô gái, chị Dương muốn từ chối cũng không làm nổi. Trong lòng Chu Dương đã có tính toán, nếu dựa theo thời gian và lộ trình mà chị Dương nói, bây giờ có lẽ bọn họ đã sắp đến thành phố Liễu, đoán chừng gần đến lối ra cao tốc rồi. Thức dậy thu dọn một chút, Chu Dương đến bãi đỗ xe, tùy tiện chọn một chiếc, chuẩn bị đi đón bọn họ. Dẫu sao, lúc trước khi đón chị Linh và Giang Yến đã gặp phải một đám côn đồ ở lối ra cao tốc, Chu Dương hơi lo lắng về tình hình an ninh của thành phố Liễu. Chưa kể, ba cô gái Rocket Girl lần này xem như là giúp đỡ bạn bè, không hề giống đánh trống khua chiêng, rất ít người biết bọn họ sẽ xuất hiện ở thành phố Liễu. Nếu bọn họ đụng phải đám côn đồ, vậy thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chu Dương không muốn để bọn họ lo lắng sợ hãi, vì vậy quyết định đi đón họ, phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, trong phòng VIP Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Liễu, Khổng Huy vẻ mặt hung dữ nhìn đám người đứng trước mặt mình. Những kẻ này đều là vài tên côn đồ ở thành phố Liễu mà Khổng Huy biết. Bình thường bọn họ ở thành phố Liễu hoành hành ngang ngược, lúc gặp chuyện gì khó giải quyết đều nhờ Khổng Huy ra tay giúp đỡ. Mới hôm qua, nhóm người này lại đua xe trong nội thành, bị cảnh sát bắt tại trận. Khổng Huy tốn không ít công sức, mới đưa được họ ra ngoài. Lại nghĩ đến những gì Chu Dương đã làm với mình ngày hôm qua, Khổng Huy giận sôi máu, không có chỗ chút giận. Bây giờ hắn hận không thể trực tiếp dẫn người xông đến trước mặt Chu Dương, hung hăng dạy dỗ Chu Dương một trận, thậm chí đánh cho Chu Dương tàn phế, để giải tỏa nỗi hận thù trong lòng. Nghĩ đến cảnh hắn đường đường là cháu đích tôn của Khổng gia, địa vị ở Khổng gia không hề tầm thường, ở thành phố Liễu, càng không có nhiều người dám làm trái ý hắn. Thế nhưng, vì giúp người quen, hắn đường đường là đích tôn của Khổng gia lại bị người khác đánh. Chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ thành trò cười cho kẻ khác. Hạo tử, nghe rõ lời tôi chưa? Tôi muốn mấy người tìm một người họ Chu, sau đó trực tiếp đánh gãy hai tay hai chân hắn, tên đó dám đánh tôi muốn khiến hắn cả đời trở thành kẻ tàn phế. Khổng Huy hết sức hung ác, lạnh giọng nói. Mà Hạo tử trong lời nói của Khổng Huy, vẻ mặt phẫn nộ, lập tức vỗ ngực cam đoan. Yên tâm đi. Anh Huy, ông chủ của một công ty mỹ phẩm nhỏ căn bản chả là gì cả, mấy người đàn em cùng xông lên, nhất định đánh hắn tàn phế, trả thù cho anh, thật đúng là mắt chó, lại dám động đến anh Huy. Hạo tử vỗ ngực, miệng không ngừng cam đoan, còn mấy tên côn đồ bên cạnh hắn cũng cùng nhau nói lời bảo đảm. Suy cho cùng, bọn chúng ở thành phố Liễu ngang ngược, phần lớn đều dựa vào sự giúp đỡ của Khổng Huy. Mà lúc này, Hạo ca lại nhớ đến hai người đẹp mình nhìn thấy hôm qua. Lên chiếc xe hiện đại của một tên nhãi danh, mình cho người đuổi theo, chạy với tốc độ hơn 300 trong nội thành, vẫn không đuổi kịp. Không những vậy, mình và các anh em còn bị bắt đến đồn cảnh sát uống trà. Nếu không nhờ Khổng Huy giúp,
có lẽ giờ này họ vẫn đang chịu khổ trong đồn cảnh sát. He he, trước tiên đi đánh tên Chu Dương dám chọc đến anh Huy tàn phế, sau đó sẽ đi tìm thằng nhãi danh kia báo thù. Sau nhiều lần cam đoan với Khổng Huy, Hạo Ca dẫn theo một nhóm anh em, trực tiếp kéo đến khách sạn. Chương 518, người xấu đến. Lúc Hạo Ca đưa đám đàn em đến khách sạn, sắc trời ẩn hiện ánh trăng lờ mờ. Anh Hạo, chúng ta không biết tên đó ở phòng nào, làm thế nào để tìm thấy hắn ta? Đúng vậy, vừa nãy anh Huy cũng không nói cho chúng ta biết tên Chu Dương đó ở phòng nào, lẽ nào chúng ta tự đi tìm sao? Anh Hạo, anh nói tên Chu Dương có thể đánh anh Huy thành ra như vậy, chúng ta liệu có thể đánh lại hắn ta không? Lỡ như hắn ta có người giúp đỡ thì làm thế nào? Bọn chúng đến trước cửa khách sạn, thấy ánh đèn sáng trưng trong khách sạn, khuôn mặt của mấy tên đàn em cũng trở nên bối rối. Suy cho cùng, bọn chúng chỉ biết anh Huy nhắn nhủ dạy cho cái người tên Chu Dương kia một bài học, hơn nữa Khổng Huy chỉ mô tả sơ lược về ngoại hình của Chu Dương, bọn chúng chỉ có thể dựa vào tưởng tượng trong đầu mà thôi. Đặc biệt là, có tên đàn em nghĩ đến tình trạng bi thảm của Khổng Huy, trong lòng không ngừng cảm thấy lo lắng, sợ đám người bọn chúng cũng không phải đối thủ của đối phương. Bốp! Khốn nạn, mày coi thường Hạo Ca tao đây sao? Một ông chủ nhỏ bé hèn mọn như vậy, cho dù có người giúp đỡ, thì có gì chứ? Không phải còn có mấy anh em lợi hại của chúng ta đây sao? Hạo Ca giơ tay lên, kích động tát mạnh một cái vào gương mặt lo lắng của tên đàn em, giận dữ mắng chửi. Đúng vậy, anh em chúng ta ở cạnh nhau, cho dù tên đó có người giúp đỡ, cũng sẽ không phải đối thủ của chúng ta. Hừ hừ, huống hồ, còn có Hạo Ca ở đây, tên đó vốn dĩ không đủ đáng sợ. Vài tên đàn em cũng liếc nhìn nhau, lập tức phụ họa theo, không ngừng khen ngợi Hạo Ca. Đúng, vậy mới đúng. Hạo Ca gật đầu hài lòng, trên mặt nở nụ cười nham hiểm, đắc ý nhìn quanh, đưa mắt nhìn vào trong cửa khách sạn. Đi, chúng ta đi xem, tìm tên nhãi danh đó, không được để nó chạy thoát. Hạo Ca tràn đầy tự tin, sải bước về khách sạn. Một hàng hơn chục người của Hạo Ca, bộ dạng khí thế hung dữ, khiến lễ tân khách sạn cũng sững sờ ngay lập tức. Anh Lưu, anh Lưu, anh mau đưa người đến đại sảnh xem đi, hình như có người muốn gây sự. Một cô lễ tân xinh đẹp vội vàng nhấc bộ đàm lên, báo cáo với đội trưởng đội bảo vệ Lưu Phúc Sinh của khách sạn, đề phòng sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Được, tôi đến ngay. Giọng nói của Lưu Phúc Sinh truyền từ trong bộ đàm ra, làm cho hai người lễ tân yên tâm không ít. Khách sạn bọn họ là khách sạn 4 sao duy nhất ở thành phố Liễu, tuy không so được với những khách sạn lớn 5 sao khác, nhưng cũng là một khách sạn có tiêu chuẩn cao nhất ở thành phố Liễu. Khách ở trong khách sạn rất giàu có, chi phí đắt đỏ, người bình thường không thể vào ở. Hơn nữa, mười mấy người mà Hạo Ca đưa tới, ăn mặc như côn đồ, thêm hình xăm trên cổ và trên cơ thể, tóc tai kỳ dị, nhìn là biết không phải loại người tốt đẹp gì. Lưu Phúc Sinh thân là đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn, lại còn rất tận tâm làm việc, sau khi nghe báo cáo từ lễ tân, lập tức đưa 8 nhân viên bảo vệ trong ca trực ra đại sảnh. Ai đó, đứng lại. Lưu Phúc Sinh nhìn thấy đám người Hạo Ca, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc. Là người từng trải, anh ta nhìn một cái liền biết đám người đó không dễ chọc vào. Ít nhất, một số người cũng được xem như đã từng gặp, là đám côn đồ có tiếng ở thành phố Liễu, thậm chí trên tay từng dính máu. Tâm trạng Lưu Phúc Sinh căng thẳng. Anh ta biết đám người này đến khách sạn, nhất định không phải đến để thuê phòng, vậy thì, chắc chắn đến tìm người, rất có khả năng đến dạy dỗ ai đó. Lần này rắc rồi thật rồi. Chửi thầm một tiếng trong lòng, Lưu Phúc Sinh vẫn mạnh dạn bước lên trước. Không biết mấy người đến khách sạn chúng tôi có chuyện gì? Lưu Phúc Sinh giả vờ bình tĩnh, trầm giọng hỏi. Hiện giờ là sáng sớm, số người bảo vệ trong ca trực khách sạn không nhiều, chỉ có vài người. Đối mặt với đám người của Hạo Ca, cũng hơi khó khăn. Đặc biệt là Lưu Phúc Sinh biết đối phương đến đây không có thiện ý, càng không muốn để cho không khí giữa hai bên trở nên căng thẳng. Nhưng may mắn thay, cũng đang là sáng sớm, cho nên không có mấy khách nhận phòng hay thức dậy. Không thì, nếu như để khách kinh hoàng, khiếu nại khách sạn, vậy thì nhóm người Lưu Phúc Sinh nhất định sẽ chịu xử phạt của khách sạn. Sao nào, chúng tôi không thể đến đây ư? Hạo Ca lạnh lùng liếc mắt nhìn Lưu Phúc Sinh. Tất nhiên hắn đã nhìn thấy đồng phục mặc trên người của Lưu Phúc Sinh, đồng thời còn có vài nhân viên bảo vệ phía sau. Nhưng vài tên bảo vệ nhỏ nhoi, Hạo Ca vốn không xem ra gì. Chưa nói đến việc số lượng người bên đối phương ít hơn bên mình. Hơn nữa,
mấy tên đàn em bên mình không phải chỉ là hình thức, trên tay mỗi đứa đều có kỹ năng thật sự. Nếu không thì Hạo ca cũng không thể dựa vào mười mấy tên để mở địa bàn ở thành phố Liễu, khiến không ít người kiêng dè sợ hãi, thậm chí là không muốn đắc tội. Hừ, Lưu Phúc Sinh sao? Người này tôi biết, có điều, đội trưởng đội bảo vệ của khách sạn, thì chẳng là cái thá gì, một tay tôi cũng có thể hạ anh ta. Thì ra là anh ta, trước đây hình như tôi từng nghe nói về người này, chẳng phải bị người ta đánh sao? Vậy mà có thể làm đội trưởng đội bảo vệ à? Từ khi nào mà tiêu chuẩn của khách sạn lại thấp như vậy? Ha ha, Lưu Phúc Sinh, mở mắt chó của mày ra mà nhìn, Hạo ca của bọn tao đang đứng trước mặt mày, mày lại dám nói với Hạo ca như vậy, không muốn sống hả? Đúng vậy, trước mặt Hạo ca lại dám duy hiếp, thật là không biết sống chết, mau tránh ra đi, có thể bọn tao sẽ không tính toán với mày, không thì hôm nay bọn tao sẽ lật cả khách sạn, đến cái dám mày cũng không dám thả đâu. Sau lưng Hạo ca, mấy tên côn đồ nhận ra Lưu Phúc Sinh liền phá lên cười, ai nấy đều kiêu căng phách lối, liếc mắt nhìn Lưu Phúc Sinh, giống như đối phương và bọn họ cơ bản không cùng đẳng cấp. Như thể Lưu Phúc Sinh trong mắt bọn chúng, chỉ là một tên rác rưởi vốn dĩ không đủ để đe dọa. Trước mắt nhiệm vụ Khổng Huy giao phó vẫn là quan trọng nhất. Các người, Lưu Phúc Sinh thở gấp, chỉ vào đám côn đồ vừa mới cười nhạo mình, mặt đỏ bừng, nhưng nói được nửa lời lại không dám nói tiếp. Anh ta biết, nếu như mình thật sự nảy sinh mâu thuẫn với đám côn đồ này, chỉ dựa vào sức mạnh bên mình, cơ bản không phải là đối thủ của Hạo ca. Càng huống hồ, như đối phương nói, nếu như bọn họ xảy ra mâu thuẫn thật sự, cho dù bên kia thế nào, Lưu Phúc Sinh nhất định sẽ chịu xử phạt từ quản lý khách sạn. Thêm vào đó, Lưu Phúc Sinh mơ hồ cảm thấy tên Hạo ca này hơi quen thuộc, hình như từng nghe nói ở đâu rồi, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Anh ta có thể khẳng định Hạo ca này tuyệt đối là nhân vật tầm cỡ có máu mặt ở thành phố Liễu. Nhưng đám bảo vệ lúc này lại không biết suy nghĩ trong đầu Lưu Phúc Sinh, bọn họ chỉ nhìn thấy đội trưởng Lưu Phúc Sinh của mình bị mấy tên côn đồ sỉ nhục. Đám bảo vệ này đều là thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, suy nghĩ trong đầu mỗi người rất đơn giản, bây giờ lại thấy bên mình bị đối phương lăng mạ, lập tức không nhẫn nhịn được. Chương 519, hỗn loạn. Mẹ kiếp, mày đang nói ai đấy? Tên chó này, mày có tin ông đây cho đầu mày nở hoa không? Địch, cái nhóm côn đồ này muốn gây chuyện trong khách sạn của chúng ta, chúng chả xem anh em mình ra gì. Các anh em, cho bọn chúng một bài học, nếu không chúng lại chẳng biết trời cao đất dày để rồi cứ nghĩ mình có thể ở đây mà lên mặt. Ngay sau đó, nhân viên bảo vệ hét lên rồi xông về phía mười mấy tên côn đồ. Nhóm bảo vệ này cứ nghĩ mình tốt xấu gì cũng từng trải qua huấn luyện, tạm chưa nói đến võ thuật tốt thế nào. Nhưng chí ít họ cũng có tư cách trở thành bảo vệ trong khách sạn 4 sao. Mà đối phương chẳng qua chỉ là một nhóm côn đồ lưu manh, chúng chỉ có thể bắt nạt những người trong xã hội, nhưng khi thật sự đánh nhau với người khác, nhân viên bảo vệ không nghĩ mình sẽ thua. Đánh chúng. Cho chúng một bài học để chúng biết khách sạn này không phải là nơi chúng có thể làm càn. Chút giận cho đội trưởng. Trong lúc la hét, các nhân viên bảo vệ đã xông về phía mười mấy tên côn đồ. Bỗng chốc chỗ này trở nên vô cùng hỗn loạn. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng la hét truyền đến. Lưu Phúc Sinh nhìn cảnh tượng trước mắt nhất là khi một vài nhân viên bảo vệ dưới trướng của anh đã xông về phía mười mấy tên côn đồ, anh ta kinh ngạc hoảng hốt, vẫn chưa phản ứng lại, chứ đừng nói đến ra tay ngăn cản. Anh ta không ngờ bản thân còn chưa nói gì mà nhân viên bảo vệ dưới trướng của mình đã kích động đến vậy, trực tiếp ra tay với đối phương. Đừng nói đến chuyện liệu họ có thể đánh thắng trận ẩu đả này hay không. Nếu không thắng thì tất nhiên họ sẽ bị lãnh đạo của khách sạn trừng phạt. Còn nếu may mắn thắng được thì trong lòng Lưu Phúc Sinh bỗng nảy sinh vấn đề vướng mắc. Anh ta chỉ nghĩ những người này đến đây gây rối nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói với đối phương với giọng điệu chất vấn. Mặc dù đối phương đều là côn đồ, nhưng côn đồ cũng có quyền được ra vào khách sạn. Nếu đối phương không phải đến để gây rối mà đến thuê phòng khách sạn, thế thì họ đã gây ra chuyện lớn rồi. Ôi! Bân tử, nhị cầu, mau dừng tay lại. Lưu Phúc Sinh lo lắng hốt hoảng, vội vàng bước tới, muốn kéo mọi người ra. Bụp, thằng nhãi danh này dám ra tay trước mặt anh Hạo, trước tiên cho mày một bài học để mày biết không phải ai mày cũng có thể bất kính như vậy. Thế nhưng Lưu Phúc Sinh vừa kéo cánh tay của bân tử và nhị cầu, bất thình lình anh ta đã bị đấm thẳng vào gò má bên phải. Điều này nằm ngoài dự liệu của anh ta nên chưa kịp phòng bị, cú đấm quả thật rất mạnh. Bên mặt lập tức đau nhói. Mẹ kiếp, tao không muốn gây chuyện nhưng không có nghĩa tao sợ.
Nhị cẩu, đánh nó cho anh, đánh mạnh lên, xảy ra chuyện gì, anh mày chịu trách nhiệm. Cú đấm này đã làm Lưu Phúc Sinh tức giận. Vừa bắt đầu anh ta chỉ làm theo quy định, Hòa Nhã hỏi han mục đích của những người này. Nhưng đối phương không nói nhiều đã bật chế độ cười nhạo, nói đội trưởng đội bảo vệ không ra gì. Lưu Phúc Sinh đã nhẫn nhịn cơn tức này đến mức khó chịu. Nếu đối phương đã cố ý ra tay thì Lưu Phúc Sinh cũng mặc kệ mọi thứ, lãnh đạo khách sạn muốn phạt thì đợi họ giải quyết xong hẳng nói. Lưu Phúc Sinh là người có võ thuật của tốt nhất trong đội bảo vệ, nếu không anh ta cũng không thể làm chức đội trưởng đội bảo vệ này. Thế nên có thêm Lưu Phúc Sinh gia nhập bỗng chốc giúp đội bảo vệ chiếm ưu thế, đàn áp đám người Hạo Ca, khiến chúng khó mà chống đỡ lại. Con mẹ mày, dám gây chuyện ở khách sạn, tao để bọn mày biết rốt cuộc Mã Vương gia có mấy mắt. Thấy tình hình có phần bất lợi với bên mình, đôi mắt Hạo Ca co rút lại, tâm trạng khó chịu bỗng chốc dâng trào. Anh Hạo, mẹ kiếp, em biết cái tên Lưu Phúc Sinh này, võ thuật của hắn khá tốt, mấy đứa em chắc không phải đối thủ của hắn đâu. Thấy Lưu Phúc Sinh hung hăng, đánh bẹp mười mấy đàn em của mình, Tiết Man Tử đứng cạnh Hạo Ca siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói. Hôm nay bọn chúng đến đây là để tìm người tên là Chu Dương theo lệnh của Khổng Huy, sau đó dạy cho hắn ta một bài học, nhân tiện đánh đối phương tàn phế. Chứ không phải ở đây vướng vào một nhóm nhân viên bảo vệ. Nếu chuyện này đến tai Khổng Huy, nói không chừng Khổng Huy lại nghĩ bọn chúng không nghiêm túc làm việc, khiến Khổng Huy không vui. Khổng Huy mà không vui thì Hạo Ca cũng gặp xui xẻo. Dạy cho chúng một bài học nhỏ là được, dù sao ở đây cũng là khách sạn Liễu Thị, ông chủ nơi này cũng có máu mặt, tao không muốn gây rối loạn quá lớn. Hạo Ca gật đầu nhìn Lưu Phúc Sinh, vẻ mặt lạnh như băng. Tiết Man Tử đáp lại một tiếng rồi cũng gia nhập cuộc ẩu đả. Chỉ trong chốc lát, tình hình giữa hai bên càng trở nên tệ hơn. Tiết Man Tử quả nhiên không hổ danh được gọi là Tiết Man Tử. Dường như chẳng ai có thể ngăn cản được, hắn cứ xông vào trong đám đông, cánh tay rắn chắc trực tiếp quật ngã hai nhân viên bảo vệ. Lưu Phúc Sinh cũng chú ý đến Tiết Man Tử, trong lòng bỗng chốc lo lắng. Tiết Man Tử biệt danh là Man Nghiêu, khá nổi tiếng ở thành phố Liễu, thực lực phải nói là nằm trong top 10 những tên côn đồ khét tiếng. Nhưng không phải hắn vẫn làm việc cho Trần Thiên Hạo ở thành phố Liễu sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào? Lưu Phúc Sinh lo lắng căng thẳng, vừa rồi anh ta nghe đám côn đồ này gọi cái người dẫn đầu kia là anh Hạo. Ban đầu anh ta vẫn không để ý lắm. Nhưng bây giờ ngay cả Tiết Man Tử cũng đã xuất hiện, nếu Lưu Phúc Sinh còn không nghĩ ra đối phương chính là đàn em của Trần Thiên Hạo thì xem như đời này anh ta sống vô ích rồi. Tuy nhiên, với tình hình trước mắt, ngay cả Tiết Man Tử cũng đã tham gia cuộc ẩu đả, chứng tỏ chắc chắn đối phương muốn cảnh cáo mình, hơn nữa có lẽ cũng sẽ không chịu để yên cho mình. Xông lên, đó không phải là Tiết Man Tử sao, ông đây vẫn không tin mày lợi hại như vậy. Lưu Phúc Sinh bị cắt ngang dòng suy nghĩ, anh ta ném hai tên côn đồ sang một bên, chủ động đi về phía Tiết Man Tử. Anh ta quyết định sẽ đối mặt với cao thủ thực lực nằm trong top 10. Tạm không nói đến chuyện xảy ra ở đại sảnh khách sạn, sau khi nhận được điện thoại của chị Dương, Chu Dương ở trên phòng biết nhóm Rocket Girl sắp đi vào đường cao tốc. Chắc còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ đi vào khu vực thành phố Liễu. Chu Dương biết từ khách sạn đi đến khu vực lên đường cao tốc cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Bây giờ còn khá sớm, lượng xe chạy trên đường chắc chắn vẫn còn ít nên anh chỉ cần lái xe nhanh một chút thì có thể đến đó trong vòng nửa tiếng, kịp lúc đón ba cô gái Rocket Girl. Bây giờ đi ngay thôi. Thu dọn xong đồ đạc, Chu Dương bèn đi xuống lầu. Thang máy dần đi xuống, Chu Dương từ từ mở đôi mắt đang khép hờ. Tinh, âm thanh thang máy vang lên báo hiệu đã đến tầng 1. Chu Dương không hề do dự sải bước, ra khỏi thang máy. Nhưng kế đó Chu Dương nhận ra trước mắt tối đen, dường như có thứ gì đó đánh lén anh. Mẹ kiếp, đánh lén à? Chu Dương thầm căng thẳng, lúc trước tinh thần của anh vô cùng thoải mái, vốn không ngờ có người đánh lén mình ngay tại khách sạn. Trong tình huống cấp bách, anh chỉ có thể giơ tay vung nắm đấm về phía thứ trước mặt kia. Anh nghĩ dù thứ đối phương lấy ra để đánh mình là một tấm sắt thì với nắm đấm này của anh cũng sẽ đánh lui được nó. Nhưng giây kế tiếp, Chu Dương cảm nhận được sự mềm mại ở đầu nắm tay, anh hơi thắc mắc. Chương 520, tìm mình sao? Cái gì đây? Thứ đồ mềm mại như vậy sao có thể đánh lén được chứ? Căn bản không có lấy một điểm sát thương. À, thế nhưng, một tiếng kêu thảm thiết truyền vào tai Chu Dương, sau đó càng lúc càng nhiều tiếng rên rỉ vang tới. Không đúng,
sao lại có nhiều người kêu la thê thảm như vậy? Đột nhiên Chu Dương ý thức được có gì đó không ổn lắm, vội vàng mở mắt quan sát cảnh tượng trước mặt. Giây tiếp theo, Chu Dương sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy, đại sảnh rộng lớn trống trải, lại có gần 20 người, nằm la liệt trên mặt đất, không ngừng kêu rên. Lúc này, Chu Dương cũng đã nhìn rõ được thứ vừa đánh lén mình. Đó đâu phải là thứ đồ gì, rõ ràng là một người. Mà bây giờ, người kia đang bưng mông của mình, sắc mặt như màu gan lợn, phẫn nộ nhìn anh. Chuyện gì đây? Chu Dương mơ hồ, sao mình chỉ ngủ một giấc mà khách sạn đã biến thành thế này? Đây là đang đóng phim hả? Nhưng xung quanh không hề thấy thiết bị quay hình và nhân viên đoàn làm phim. Chu Dương nhanh chóng phát hiện điểm không đúng. Hình như sau khi từ trong thang máy đi ra, không ít người ở đây đã nhìn chằm chằm vào anh. Chu Dương có thể thấy rõ sự tức giận và nghi hoặc trong ánh mắt của đám người này. Ánh mắt kia, rõ ràng có ý rằng, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Tình huống gì đây? Anh Hạo, chính là hắn, ngày đó đua xe, hắn đã hại chúng ta bị cảnh sát bắt tại trận. Đúng lúc này, Lão Đinh nãy giờ đứng bên cạnh Hạo Ca đôi mắt sáng lên, lập tức chỉ vào Chu Dương, kích động hưng phấn nói. Hai ngày nay, Lão Đinh day dứt khó chịu. Vốn dĩ hắn chỉ là một tay đua nghiệp dư, trong một vài trường hợp, hắn sẽ tham gia một số cuộc đua xe, hoặc giúp người khác cá cược đua xe để kiếm tiền. Cơ duyên trùng hợp, Hạo Ca nhìn chúng hắn, muốn dẫn theo hắn cùng làm việc. Tất nhiên Lão Đinh vui mừng khôn xiết. Dù sao, so với việc làm một tay đua nghiệp sư phiêu giạt, chỉ bằng đi theo Hạo Ca, tốt xấu gì thì cơm áo không phải lo, còn có nhiều tiền thù lao. Huống hồ, Lão Đinh vẫn biết sức ảnh hưởng của Hạo Ca ở thành phố Liễu, bây giờ đột nhiên có, bắp đùi, to như vậy, hắn tất nhiên phải ôm chặt lấy. Mà từ đó đến nay, Lão Đinh quả thực đã giúp đỡ Hạo Ca giữ thể diện trước mặt không ít người, nên địa vị của hắn cũng theo đó được nâng cao. Vốn dĩ cuộc sống êm đềm trôi qua, Lão Đinh cảm thấy rất tốt, ít nhất thì vô cùng thoải mái, lại còn có địa vị xã hội. Tuy nhiên chỉ trong ngày hôm qua, tất cả mọi thứ đã bị người trước mặt này phá hủy hết. Một người lái chiếc xe Hyundai, lại bỏ xa hắn ở phía sau, hơn nữa là đua xe trong đường nội thành thành phố Liễu. Lão Đinh hắn xưa nay luôn được Hạo Ca tán thưởng vậy mà lại thua, hơn nữa còn thua thảm hại. Lão Đinh thề rằng, hắn sẽ không bao giờ quên người đã đánh bại hắn, cho dù đối phương có biến thành cho bụi, thì hắn cũng có thể nhận ra. Bây giờ, cuối cùng Lão Đinh cũng đã tìm thấy người đó, hơn nữa, lần này đơn thuần là sự trùng hợp. Anh Hạo, chính là hắn, lần trước đã hại chúng ta vào đồn cảnh sát, không ngờ có thể gặp được hắn ở đây, anh Hạo, nhất định phải dạy cho hắn một bài học. Hơn nữa, hai người đẹp kia. Lão Đinh không nói hết câu, hắn biết, chỉ cần gợi ý một chút cho Hạo Ca, thì Hạo Ca sẽ nhớ ra. Nhất là hai người đẹp kia, lại là người mà Hạo Ca tán tỉnh mãi không được. Nếu có cơ hội ôm hai người đẹp kia vào lòng, Lão Đinh nhất định sẽ không bỏ qua. Ừ, là hắn. Quả nhiên Hạo Ca nghe thấy Lão Đinh nói như vậy, đôi mắt liền rực sáng, trong đầu lập tức tái hiện lại hình ảnh hai cô gái xinh đẹp đã gặp hôm trước. Nhất thời sao động. Được rồi, nhanh chóng xử lý đám người trước mặt này đi, hỏi bọn họ xem có biết tên Chu Dương kia ở phòng nào không, chúng ta đi gặp người này trước. Hai mắt Hạo Ca hơi nheo lại, bình thản nói với Tiết Man Tử, sau đó dẫn người đi đến trước mặt Chu Dương. Tiết Man Tử nghe thấy mệnh lệnh của Hạo Ca, khẽ nheo mắt lại, ngay lập tức tung ra những đòn đánh mạnh mẽ. A, a, tay của tôi. A, lưng của tôi. Đám nhân viên bảo vệ dưới lực tay mạnh mẽ của Tiết Man Tử, căn bản không chống đỡ nổi mấy đòn, chẳng mấy chốc, toàn bộ đều tê liệt ngã xuống đất. Lúc này, chỉ có đội trưởng đội bảo vệ Lưu Phúc Sinh còn có thể đứng vững. Có điều bây giờ, hai chân Lưu Phúc Sinh cũng hơi run rẩy, kiêng dè nhìn Tiết Man Tử. Lúc nãy anh còn nghĩ, cứ coi như tiếng tăm Tiết Man Tử ở thành phố Liễu rất lớn, thực lực vô cùng mạnh, nhưng bản thân chưa hẳn là không đủ sức đánh một trận. Nhưng sau khi giao đấu với hắn, Lưu Phúc Sinh ngay lập tức hiểu được, sự chênh lệch giữa hai người, căn bản không phải là điều anh có thể ngờ tới. Chỉ mấy chiêu Lưu Phúc Sinh đã bị đánh bại. Nhưng may thay võ thuật của Lưu Phúc Sinh cũng không tệ, nên mới có thể trụ lại tới lúc này. Còn mấy nhân viên bảo vệ dưới trướng của anh ta, căn bản không thể chống lại một chiêu của Tiết Man Tử. Anh Hạo bảo tôi hỏi anh, Chu Dương đang ở đâu? Tiết Man Tử bước chậm rãi về phía Lưu Phúc Sinh. Lạnh lùng hỏi. Nếu Lưu Phúc Sinh là đội trưởng bảo vệ của khách sạn, vậy thì nhất định phải biết một ít tin tức về Chu Dương.
Tiết Man Tử căn bản không hề lo lắng Lưu Phúc Sinh không khai báo, bây giờ hắn mạnh mẽ chèn ép, Lưu Phúc Sinh không dám im lặng. Tôi không biết. Khuôn mặt Lưu Phúc Sinh biến sắc, cắn răng trầm giọng nói. Ừ. Con người Tiết Man Tử co rút lại, nhanh như gió đã siết chặt tay Lưu Phúc Sinh, trước khi anh ta kịp phản ứng. Nói. Giọng điệu Tiết Man Tử ngày càng lạnh lùng. Mà theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, lực siết trong tay Tiết Man Tử càng lúc càng mạnh. Lưu Phúc Sinh ban đầu còn có thể cố gắng chống đỡ, nhưng sức lực Tiết Man Tử mạnh hơn, khiến sắc mặt Lưu Phúc Sinh đỏ bừng, gân xanh trên cổ nổi lên cuồn cuộn, trông rất hung tợn. Hả? Chu Dương ở một bên liếc mắt nhìn. Vừa rồi hình như anh đã nghe thấy tên của mình. Đám người này đang tìm mình sao? Nhưng hình như là anh căn bản không hề quen biết bọn chúng. Có điều Chu Dương vẫn không nói gì, anh muốn xem thử, rốt cuộc đám người này tìm mình là có chuyện gì. Đúng lúc này, Hạo Ca dẫn theo Lão Đinh đến trước mặt Chu Dương. Thằng nhãi danh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hạo Ca cười nhếch mép nói, nhìn thấy bộ dạng sững sờ của Chu Dương, hắn cảm thấy vui mừng sảng khoái. Hừ hừ, thằng danh con, bị dọa sợ khiếp vía rồi chứ gì. Nhìn đi, đây đều là đàn em của tao, nếu như mày không ngoan ngoãn nghe lời, giao hai người đẹp kia ra, thì mày không thể đối phó nổi với đám đàn em của tao đâu. Ừ, anh là... Chu Dương kinh ngạc nhìn Hạo Ca hống hách ngang ngược đang bước tới. Người này là ai nhỉ, tôi với anh có quen biết không? Lại còn bộ dạng tự nhiên thân thuộc, muốn tiếp cận làm quen với tôi sao? Hừ, danh con, đây là anh Hạo của bọn tao, cuộc đua xe trên đường cao tốc hôm qua, mày không nhớ nữa sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 33.